Sư huynh thực quá cẩn trọng chương 1726, sự tình bổn phận. Đế tân vung tay lên, bảo tọa bị chính vị lực sĩ chậm rãi nâng lên, đi về hướng thâm cung. Thân ảnh Khương Vương Hậu lẳng lặng đứng tại kia, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trái tay trái nắm chặt tay phải, đốt ngón tay có chút trắng bệch. Đắc kỹ. Ngươi chờ đó. Tại Thiên Đình, Thái Bạch Cung. Sư Huynh, uống trà. Trong tiếng gọi nhẹ nhàng, linh nga bưng chén trà bồng bềnh đi tới trường sinh tiên nga nho nhỏ này ngày hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy lý trường thọ hoạt động ở bên ngoài lập tức trang điểm nhẹ mặc bộ váy có tua ru màu xanh nhạt chải mái tóc tao nhã độc đáo bưng nước trà cười hì hì tiến tới có hỗn độn chung chung linh nhắc nhở nàng ngược lại là biết sư huynh nhà mình hiện nay đang ở trong thời khắc mấu chốt an bài đại kiếp chính mình không nên làm sư huynh phiền lòng nhưng cân nhắc theo một góc độ khác người vào lúc mệt mỏi cũng dễ dàng rút ngắn khoảng cách cùng với người bên cạnh nhất. Cổ vũ sư huynh, để sư huynh thư giãn một chút, là thuộc sự tình bổn phận của tiểu sư muội lập chí thoát khỏi cái mắt tiểu sư muội. Bên trong nhà tranh, Lý Trường Thọ ngẩng đầu cười cười đối với Linh Nga, tiếp tục cúi đầu nhìn gương đồng trước mặt. Linh Nga có chút buồn bực tiến đến phụ cận, thu nạp mép váy, nhóm mũi chân, lẳng lặng tiến tới bồ đoàn bên cạnh sư huynh, nhìn hình ảnh bên trong gương đồng. Đó là một chỗ hậu viện, có một đứa trẻ thanh tú mặc quần đùi ngắn trên đầu có hai búi tóc đang chậm rãi vặn eo bẻ cổ tiểu na tra đã lớn như vậy rồi linh nga nhẹ giọng than thở lập tức quên đi cảm giác sứ mệnh nghiêm túc lúc đi đến kia lúc này mới mấy năm đã giống người lớn hơn một chút rồi lý trường thọ mỉm cười gật đầu ôn hòa nói ngươi thích bé trai hay bé gái bé trai khỏe mạnh tháo khỉnh chẳng qua bé gái cũng rất tốt có thể ăn mặc theo nhiều cách khác nhau, nha. Linh Nga không nhịn được khẽ cắn môi, nhỏ giọng sẵn giọng. Sao lại bắt đầu nói những điều này mà không chú ý, người ta dù sao cũng e lệ. Lý Trường Thọ không khỏi cười đến hiếp cả mắt, bưng trà lạnh nhấp một hớp, ngược lại là ngọt ngào ngoài ý muốn. Sư Huynh, sát khí của Na Tra hiện tại thế nào? Y hiện giờ đã là có thể thông qua cảm xúc cùng với tiềm thức khống chế sát khí, cách hoàn toàn khống chế sát khí tự thân đã là không xa. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, liền lắc đầu cười nhẹ, Ôn Hòa nói: "Na Tra lúc này nếu hoàn toàn phóng xuất ra sát khí, đã không phải kim tiên bình thường, nghĩ kỹ lại, đây đúng là có chút nóng vội, mặc dù có tích lũy của Linh Châu tử, lại có vô tận linh khí ta cung cấp cho y lúc hoài thai, chắc hẳn sau lưng cũng là có thiên đạo đang thôi động." "Linh Nga, hiện nay đều có thể trực tiếp đề tập thiên đạo sao?" "Sư huynh sửa lại tính tình từ lúc nào?" "Ừm, lý trường thọ cười nói lúc chúng ta còn chưa thành tiên nghĩ đến là sống sót như thế nào tất nhiên là mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn nghĩ đến chính mình nếu không cẩn thận bị đại năng một chân giẫm chết sẽ là không may bực nào khi đó cẩn thận chặt chẽ không tham dự bất luận nhân quả gì là con đường ổn nhất từng bước một có bản lãnh sống yên phận chu toàn mọi thứ hướng lên nhận lệnh thiên đạo hướng xuống đẩy uy danh thiên đình để cho chính mình đưa thân vào bên trong thủy triều hưng khởi của thiên đình, đây là con đường ổn nhất. Bây giờ, vì thôi động đại kiếp, thiên đạo liều lĩnh, trực tiếp can thiệp vào sự tình nhân hoàng, nhằm duy trì lộ trình ban đầu của đại kiếp, ta cần làm rõ lập trường của bản thân, nhân danh cân đối, củng cố ý chí nhân tộc, biểu thị cường ngạnh vừa phải đối với thiên đạo, ở dưới tiền đề thiên đạo không có cách nào mặc sát ta bảo vệ các ngươi. Đây là con đường ổn nhất hiện giờ. Nhà đầu ngốc, vạn vật vạn sự đều đang không ngừng biến hóa vô luận là quá mức bảo thủ hay là quá mức phóng đảng đều là đường đến chỗ chết chỉ có thích ứng với hoàn cảnh mới là con đường duy nhất để thoát khỏi bàn cờ này linh nga chớp mắt mấy cái có chút không hiểu lắm hẳn là cảnh giới quả nhiên là cảnh giới của chính mình không đủ được rồi người xem đi lý trường thọ cười nói ta sẽ chuyển tâm thần đến đạo nhân giấy kia vị tiểu tướng quân này lại muốn đi ra ngoài tuần tra trị an. Linh Nga cười khẽ, chủ động nghi người ôm cánh tay của Lý Trường Thọ. Thừa dịp sư huynh dịch chuyển tâm thần, vụng trộm chiếm một chút lợi lộc, ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ quá ngượng ngùng. Bên trong gương đồng, tiểu na tra đang muốn ra cửa, sau lưng lại xuất hiện bóng người quen thuộc kia, tự nhiên là gia đình cao cấp vương trường an. Mặt gương gương đồng khẽ chấn động, còn vang lên đối thoại được khôi phục nguyên dạng. Tam thiếu gia, hôm nay đi ra ngoài, ngài định đi đâu? Tùy tiện dạo chơi. Tiểu na tra lão khí hoành thu nói một câu, chiếc vòng tay bằng đồng và vàng trên tay phát ra vài tiếng va chạm giòn giả, một chút linh quang bột phát. Nói xong, y chấp tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực, bộ dáng hổ hổ sinh uy, uy phong bát diện. Đúng lúc này, hậu viện truyền đến một tiếng. Đừng ham chơi trở về quá muộn. Tiểu na tra lập tức rụt cổ một cái, quay đầu hô biết rồi. Nương thân. Sau đó thống khoái bước đi, cảm giác tương đối mất mặt. Lý trường thọ mỉm cười đi theo phía sau, trong tay sách theo một túi vàng bạc, phòng ngừa na tra không cẩn thận phá nát nhà và tường, kịp thời đền bù cho phàm nhân. Này thủ pháp huy sái vàng bạc tiêu sái lúc trước này, đã bị ân thị nghiêm khắc ngăn lại, mặc dù lúc ấy Lý Trường Thọ rất muốn nói một câu. Cũng không phải là tiêu tốn của tổng binh phủ các ngươi. Bình tĩnh, bình tĩnh, ân thị cũng là sợ na tra dưỡng thành tác phong không tốt vừa ra cửa không lâu từng tiếng tam thiếu gia liền truyền đến từ các nơi tiểu na tra có chút thành thục gật đầu bước bộ pháp của cán bộ kỳ cựu trần đường quang đi lại ở trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người bá tánh trong thành hiện giờ thấy tiểu na tra giống như thấy phúc tinh vậy hận không thể đi lên ôm một cái cũng không phải vì vàng bạc tài vật chủ yếu chính là muốn lây dính phúc vận đi tới chợ phía đông na tra vung tay nhỏ lên lý trường thọ liền ném mấy khối vàng bạc về phía quán trà na tra hay đi tới hỏa kế kia liền sẽ quát một tiếng hôm nay nước trà đều do tam thiếu gia tính tiền đi tới chợ phía tây hai hàng người trẻ tuổi sống vai đứng thẳng ở bên đường ngẩng đầu ứng ngực tiếp nhận tiểu na tra kiểm duyệt đây vốn đều là thiếu niên lang chơi bời lêu lỏng cả đám bị na tra chỉnh lý thành đội dự bị quân võ trần đường quang có phụ nhân mời na tra ăn chút mức hoa quả có lão giả cười nói muốn dạy na tra một bài thi từ tiểu na tra đều là cười híp mắt chạy qua cũng không nói nhiều lại cũng sẽ không để người ta cảm thấy thiếu tôn trọng đi dạo một hồi na tra liền bước ra cửa thành phía đông trần đường quang duỗi lưng một cái giãn gân cốt nhỏ giọng thầm thì trường an thúc ta đi tìm địa phương chơi đùa trước khi trời tối trở về đứng báo mẫu thân ta rằng ta ra khỏi thành lý trường thọ cười nói được rồi ngài cứ việc đi chỉ cần đừng đánh nhau với người khác, ở phía phu nhân ta sẽ giải thích. Ừm. Tiểu na tra giơ ngón tay cái, bắp chân đạp một cái, thân hình như mũi tên bay vụt lên, lên xuống mấy cái đã là nhảy vào bên trong núi rừng liên miên. Cũng không biết, hôm nay sẽ vác một con gấu, hay là túng một con rắn về. Lý trường thọ quen thuộc lên tiếng chào đối với tướng sĩ thủ cửa thành, lập tức liền đi tới vị trí cũ của chính mình, trong nụ cười nịnh nọt của đám tướng sĩ thủ cửa thành, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới bóng trâm, bưng lên ấm trà bên cạnh. Làm thần tiên làm được nhị thiên đế phổ phổ thông thông trong mắt người khác. Như vậy làm gia đình tất nhiên là cũng phải làm đến nhị lão gia thường thường không có gì lạ trong mắt người khác. Cái gì là thế lực tà ác trần đường quan? Phốt, khục, khụ khụ. Lý Trường Thọ đột nhiên bị sặc nước trà, bởi vì tiên thức của hắn bắt được tại biên duyên Đông Hải có một đạo thân ảnh đang bay ra sóng biển bên miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, đi về hướng sơn lâm cách đó không xa, tìm kiếm con mồi của chính mình hôm nay. Chuyện này, thật sự thích ăn đòn như thế. Tháng trước bội tình bạc nghĩa vừa mới bị tiểu na tra gặp được đánh lần thứ bảy, lúc này lại vẫn là đến chết không chịu thay đổi. Đường ven biển đông bộ nam thiệm bộ châu dài như vậy, lớn như vậy, não của tiểu long này đều là bột nhão sao. Không biết chuyển sang nơi khác hái hoa. Đây nếu như không có thiên đạo thôi động sau lưng, đánh chết di lạc, Lý Trường Thọ cũng đều không tin. Lại nói ngao bính dạo bước ở trong núi, tiên thức quét tới quét lui tại thôn xóm các nơi, lại đưa ánh mắt về phía địa phương yêu tộc tụ tập, muốn đi thể nghiệm đời sống yêu tộc. Hải sản mặc dù mới mẻ, sơn trân cũng mỹ vị. Chỉ tiếc, chính mình không thể tiến vào phố xá sầm quốc phồn hoa nhân tộc, tiểu nương tử nơi đó mới là. Trắng. Ngươi còn dám tới một tiếng quát lạnh đột nhiên truyền đến bên tai, ngao bính vô thức trung trung mấy lần, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, gương mặt vốn chính là anh Tuấn trắng nõn, vào giờ phút này trong nháy mắt tái nhật. Bên trong núi rừng, trên ngọn cây, tiểu na tra dẫm lên một mảnh lá cây, hai tay khoanh lại, quanh người tung bay một dải lụa đỏ tươi, trên mặt nhuộm đầy tức giận. Lại là ngươi. Ngao bính trắng răng mắng. Thằng nhóc nhà ngươi, đã khi nhục bản điện hạ mấy lần. Na tra ngoẹo đầu. Ngươi đoạt tức phụ của người khác. Ngươi mới đoạt tức phụ của người khác. Ta tìm đều là nữ tử độc thân. Ngươi sớm đoạt tức phụ của người khác. Phi. Mau mau cút. Bản điện hạ không thể nói rõ ràng cho ngươi. Ngao bính vung tay lên, một cổ gió lốc thổi tới Na Tra. Na Tra cong khóe miệng lên, ngón tay trắng nõn điểm về phía Ngao bính, hỗn thiên lăng phía sau phá không mà lên, Hóa thành ánh đỏ bắn nhanh về phía Ngao Bính, trực tiếp chặt đứt cổ gió lốc kia. Ngao Bính thấy thế lại là quay đầu động đi, co cẳng liền chạy, đã sớm lĩnh giáo qua mấy lần sự lợi hại của Hỗn Thiên Lăng. Nhưng động tác của y quá chậm, vừa muốn hóa thành hình rồng, đã bị Hỗn Thiên Lăng đuổi theo, thuần thục trói thành bánh chưng, bị túng trở về trước mặt Na Tra, treo ngược ở phía trên tán cây. Na Tra khoanh tay, có chút thần khí ngẩn khuôn mặt nhỏ lên. Ngươi, ngươi Ngao Bính tức đến toàn thân run rẩy, chửi ầm lên. Ngươi liền ỷ vào pháp bảo này khi dễ người, ta cho ngươi biết. Đừng cho rằng ta không biết nội tình của ngươi, không phải chính là ỷ vào chỗ dựa thái bạch kim tinh cho ngươi. Hôm nay bản điện hạ liền nói cho ngươi biết rõ, gia phụ ta là Đông Hải Long Vương. Na Tra nháy mắt mấy cái, phản phất như đang hỏi Đông Hải Long Vương là ai, Thái Bạch Kim Tinh là ai, sau đó cong miệng nhỏ lên, trong mắt mang theo ngạo ý nhàn nhạt. Trần Đường Quang là địa bàn của ta, mẹ ta kể, về sau tức phụ chỉ có thể cưới một người. Gia phụ ta là Đông Hải Long Vương. Tiểu Na Tra khoanh tay, chân phải chậm rãi nâng lên, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngao Bính trừng mắt nhìn Na Tra, đã là nhớ tới kết cục bị đá bay mấy lần trước, ánh mắt có chút bối rối, vẫn là ngoài mạnh trong yếu định thanh quát mắng. Gia phụ ta là Đông. ầm! Uhm. Trong một cái chớp mắt bàn chân của Na Tra đạp vào bụng dưới Ngao Bính. Hỗn thiên lăng vừa vặn hủy bỏ trói buộc, ngao bính trên lên một tiếng, thân hình đã là hóa thành lưu tinh nơi chân trời. Hừ hừ. Tiểu na tra vỗ vỗ tay, sau đó chấp hai tay nhỏ bé ra sau lưng nhảy đi phương xa, trong mắt mang theo vài phần đắc ý. Giữ gìn trị an trần đường, bình định sắc côn lưu manh, tam thiếu gia tổng binh phủ Việt nhân đức không nhường ai. Gia phụ, lão bá vương trần đường. Ừm. Tại hậu viện Lý Phủ, Lý Tĩnh vừa mới trở về sờ sờ chắp mũi, nhịn được xúc động nhảy mũi, thấy trong phủ có chút an tĩnh, liền biết Na Tra không ở trong phủ. Y đảo qua tiên thức, phát hiện ra gia đình cao cấp nghỉ ngơi ở nơi thành lâu, tất nhiên là yên lòng, cũng không để ý nhiều hành tung của Na Tra. Tức chết ta rồi. Khụ, khụ khục. Tức chết ta rồi. Tại Đông Hải Long Cung, trong đại điện tương đối vắng vẻ, Ngao Bính đang dơ chân mắng to ở kia, mấy vị thị vệ hai hàng hải nữ cúi đầu không dám lên tiếng, chỉ sợ bị dùng làm nơi trút giận. Đây là đạo lý gì? vi danh long tộc không còn tác dụng nữa. Tên khốn na tra kia, ỷ vào chính mình là đệ tử của Thái ất chân nhân, ỷ vào ông nội nuôi là Thái Bạch Kim Tinh, liền kiêu căng như thế. Quảng thiên quảng địa. Phía trên thân rồng của y có nửa cái lân phiến vi phạm thiên quy. Phi. Còn xưng tiểu anh hùng, chỉ là một đứa con nít nếu không phải long vương huyết mạch trong cơ thể tam thái tử long vương y này quá mức mỏng manh lúc này còn có thể để na ra kia đắc ý như thế điện hạ một vị thị vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi vết thương của ngài bản điện hạ có tổn thương sao ngao bính ưỡn ngực ngẩng đầu chịu đựng đau đớn nơi bị đá mắng bản điện hạ chính là nhường tên nhóc ngu ngốc kia mấy chiêu nếu như ta hiện ra bản thể còn phải sợ đối phương Hừ Trẻ con ỉ vào bậc cha chú Làm sàng làm bậy Không thèm nói đạo lý Thật sự ghê tởm Đáng chết Một thị vệ nhỏ giọng nói Điện hạ Ngài sao không bẩm báo việc này cho bệ hạ Ngao bính nghe vậy lập tức bình tĩnh lại Ngượng ngập cười vài tiếng Quay người đi về hướng giường sò so biển của chính mình Trong mắt phụ vương Cũng không có y Kể cả hiện nay Chính mình phóng túng như vậy, cũng không hề đến răng dậy một tiếng dưới đáy lòng phụ vương chiến tướng thiên đình như nhị huynh mới là dòng dõi chân chính của ông ta bên trong giường êm ngao bính mặt lạnh nhắm hai mắt lại không kiên nhẫn quơ quơ ống tay áo hàng hàng hải nữ cùng với thị vệ kia cúi đầu rút đi dựa vào cái gì kina na tra liền có nhiều pháp bảo như thế nhiều bảo vệ như vậy theo hầu xiển giáo theo hầu thái bạch cung theo hầu nhân tộc liền áp cho một thái tử long vương như y thở không nổi dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngao bính mở hai mắt ra trong mắt đột nhiên bốc cháy lên hai đám lửa y xoay người ngồi dậy luồn tay vào mái tóc dài sờ vào một cặp sừng đang dần mọc ra quan mang trong mắt đã vô cùng băng lãnh được rồi phụ vương hài nhi liền để ngươi mở mắt nhìn dù là lực lượng huyết mạch kém xa nhị huynh hài nhi cũng có thể một mình đảm đương một phía thị vệ truyền tuần biển dạ xoa cho ta Ngao Bính, đang làm cái gì? Bên trong thành lâu, Lý Trường Thọ bưng ấm trà, hơi khẽ cau mày. Tiên thức của Lý Trường Thọ nhìn thấy, Ngao Bính mang theo bảy tám vị thị vệ long tộc, bố trí trận pháp ở vùng biển nông, còn đang âm mưu gì đó. Không thích hợp. Kịch bản thiên đạo này đột nhiên có điểm gì là lạ? Là do mình can thiệp quá nhiều vào sự tình của Na Tra sao? Theo kịch bản thiên đạo, Na Tra đánh chết Ngao Bính, không nên sớm như vậy mới đúng lý trường thọ xem toàn bộ bố cục chính mình tiến hành quay chung quanh trần đường quang rất nhanh liền cho ra một cái kết luận có người đang can thiệp bố cục của chính mình cách đây rất lâu lý trường thọ đã coi mâu thuẫn giữa na tra cùng với đông hải long cung là một sự kiện mấu chốt chính mình tìm tòi nghiên cứu điểm kiềm chế mấu chốt đối với kịch bản thiên đạo hiện nay mặc dù tình huống xuất hiện biến hóa ở một trình độ nhất định nhưng nhạc dạo vẫn là như vậy chỉ là nhiều thêm một chút đánh cờ đối với thiên đạo bởi vậy suy đoán hành vi của ngao bính lúc này có thể là kiếp vận đại kiếp đang thôi động lý trường thọ trầm ngâm vài tiếng đầu ngón tay khẽ động ở sâu trong lòng đất trần đường quang từng cổ đạo nhân giấy thi triển thổ độn nhắm về hướng đông hải trùng trùng điệp điệp mà đi ổn một tay tối thiểu nhất phải bảo đảm an nguy của na tra đây là điểm mấu chốt cơ bản kỳ thật lý trường thọ đã sớm nghĩ tới thiên đạo có lực lượng kiềm chế kịch bản liền có lực lượng tùy thời xé bỏ cái kịch bản này ở dưới tiền đề không cân nhắc ý chí cá nhân của thiên đạo nó muốn chính là giảm bớt lực lượng sinh linh giữ gìn thiên địa ổn định thà tin vào tất cả sách lược còn hơn là không tin sách lược nào cả việc này cũng tương tự như vậy lý trường thọ cẩn thận phân tích trận pháp ngao bính bày ra sát trận ngao bính này vì sao lại có hận ý lớn như vậy lý trường thọ dời ánh mắt sang một bên gần cửa sông trong vắt, không khỏi vui lên. Tiểu na tra này. Thánh quan ở đâu? Nhanh che một cái. Ta có một thanh hỏa tiêm thương, biến lớn thu nhỏ sẽ phát sáng. Ngâm nga ca giao trường an thúc dậy, tay nhỏ không ngừng vẫy nước sông mát mẻ, tiểu na tra đứng ở bên cạnh sông, với cặp mông trần và đôi chân khô khoắn trong nước, phát ra một tràng cười khúc khích. Chơi đùa trong nước nửa canh giờ, tiểu na tra lại nhảy lên bờ, lau khô vết nước trên người, nhanh nhẹn trồng cái yếm, đoạn sam, quần đùi, nhảy đến trên chạc cây một bên nằm xuống, thở dài thoải mái. Nhân sinh, hài lòng. Mặt trời đã lặn về hướng Tây, bóng cây lốn đốn đổ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh nắng mông lung ấm áp, phối hợp với gió nhẹ mang theo hơi nước bờ sông mát mẻ, làm cho tiểu na tra lập tức có một tí xíu buồn ngủ. Trường An Thúc Trong lúc mơ mơ màng màng, tiểu na tra nhỏ giọng thầm thì. Thiện chí giúp người, lấy đức phục người, tức là đánh kẻ xấu nửa sống nửa chết là đủ rồi nương nếu phụ thân khi dễ nương ta liền hạ thuốc sổ ngựa của phụ thân sư phụ kỹ thuật bắn của sư phụ quá kém làm sao không có đồ chơi gì mới chứ đạo nhân giấy nằm ở dưới tàn cây không khỏi cười khẽ lý trường thọ chưa thu lại tươi cười đã là nhíu mày nhìn về phía nơi cửa sông nơi đó một đường trắng chậm rãi kéo ra lại là một cơn sóng lớn từ biển ập đến Phía trên cơn sóng trắng xóa, một đạo thân ảnh cao một trượng cầm xiên đứng, mặt xanh nanh vàng, miệng cá như bồn máu, mặc áo giáp màu xanh đen như vẫy tinh xảo, một đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu phun trào quang mang, sớm khóa chặt vào đứa trẻ ngủ say trên cây. Ngủ rồi. Dạ xoa nhíu nhíu mày, không trung có tiếng kinh lôi nổ vang, sóng lớn ập vào bờ sông. Na tra. Tỉnh. Thấy Na tra không hề có động tĩnh gì, hải tộc dạ xoa này mở trừng hai mắt, cảm thấy chính mình bị cố ý khinh thường gã tại long cung là một tiểu nhân vật không giả nhưng gã dù sao cũng là quan võ tuần tra được thiên đình sắc phong trường xoa trong tay giơ lên đối với tiểu na tra xa xa một cổ dòng nước ngưng tụ thành thủy tiễn bắn về phía tiểu na tra tiểu na tra trong lúc ngủ mơ đột nhiên mở hai mắt ra hai mắt chưa có tiêu cự rõ ràng thân ảnh đã là đón thủy tiễn bay đi nắm quyền ngưng lực đạo đạo hào quang màu đỏ hội tụ trên đầu quyền Na Tra đánh ra một quyền, thủy tiễn kia cách mấy trăm trượng, đã là trực tiếp nổ tan, tiện thể ngăn nước sông lớn, sóng bạc tu ngược, dạ xoa bên trên sóng kia sắc mặt đại biến. Chuyện này, ai? Thân ảnh bé Na Tra được bao bọc bởi ánh sáng đỏ nhàn nhạt, đứng ở bên trên mặt sông cuồn cuộn, hai mắt nhìn chăm chú dạ xoa có chút lún cúng kia, ánh sáng dần dần hội tụ trong mắt. Yêu, một con quái vật đầu cá quá xấu xí. Trường An Thúc từng nói thiện chí giúp người, không vạch trần khuyết điểm của họ ta liền sẽ không nhanh mồm nhanh miệng dùng ba thành ngữ nương thân biết nhất định là sẽ khen ngợi ta tiểu na tra lập tức nâng tinh thần tiến về phía trước nửa bước bàn chân phun ra một đợt sóng xung kích quét ngang về phía trước giải truy băng mỏng buộc tóc không ngừng tung bay ánh đỏ dần dần trở về trong cơ thể tiểu na tra duỗi tay nhỏ ra quát nhẹ nửa tiếng sao ngươi lại đánh lén ta dạ xoa lắc lư hầu kết trên dưới mấy lần Nghĩ đến lời căn dặn của tam thái tử nhà mình Cũng là không thể tiến thối Cái này Tam thái tử để cho chính mình bắt một thằng nhóc Vốn cho rằng là chuyện tốt gì Nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng khó giải quyết Ngươi nếu như làm hỏng chuyện Tự biết hậu quả Dạ xoa cắn răng một cái Dậm chân một cái Trong lòng thầm nghĩ đây không phải chỉ là một thằng nhóc sao Lập tức cưỡng ngực ngẩng đầu Chỉ vào na tra hô to Nhóc con nhân tộc tại sao lại ở chỗ này làm sằng làm bậy xưng vương xưng bá ta chính là dạ xoa tướng quân tuần tra đông hải trong thông minh điện thiên đình có khắc tục danh bên trong tứ hải thủy thần có xoa vị của ta ngươi trước đây đánh lén tam thái tử nhà ta ta phải mang ngươi về thủy tinh cung chịu thẩm tiểu na tra nháy mắt mấy cái thủy tinh cung ở trong đó có thủy tinh sao tất nhiên là có đều là thủy tinh phi dạ xoa mắng to một tiếng không phải là ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ, mau mau đi theo ta. Tránh cho bản tướng quân động võ với nhóc con nhà ngươi, làm tổn hại sự an minh của ta. Na Tra ngẹo đầu. Vậy ngươi động võ đi. Đôi mắt nhỏ kia của Dạ Xoa lập tức trợn tròn. Tới đây. Tiểu Na Tra vẫy tay, thấy Dạ Xoa không dám tiến về phía trước, cười xùy một tiếng. Trường An thúc nói cáo mượn oai hùng, chỉ biết gào to, đại khái chính là kẻ như ngươi. Ta nghe người ta nói, các ngươi quản trên biển, nhân tộc chúng ta quản trên đất, phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau, tam thái tử gì kia của các ngươi cứ mỗi ba ngày tới trần đường quan chúng ta đoạt tức phụ của người khác. Làm sao lại không có công chúa nào gả tới? Dạ xoa mắng to. Thằng nhóc nhà ngươi. Hiểu thiên địa đạo lý gì chứ, nói cái gì sự khác biệt giữa nước và đất. Hải tộc chúng ta quy thuận Long tộc, Long tộc chính là trọng thần thiên đình, phân công quản lý thủy sự tam giới nếu như ngươi hiểu biết một chút liền nên biết long cung chúng ta con của tổng binh như ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc thật sự nói năng bậy bạ mau mau đi theo ta nhận tội nếu không nhất định phải giết ngươi ngươi cái gì mà ngươi na tra hết khóe miệng lên ngay cả một đứa bé như ta cũng nói không lại có bản lĩnh thì đi lên bắt ta dạ xoa mắng to có bản lĩnh ngươi đi xuống được thôi. Liền nghe soạt một tiếng, Na Tra đột nhiên đáp xuống mặt nước, bàn chân chưa kịp xỏ dày như dẫm trên đất bằng, đi hai bước ở trên mặt nước, nháy mắt mấy cái đối với dạ xoa. Thần thái kia, thần khí vô cùng, rất sống động. Biểu tình kia, mang theo chờ mong, thầm xoa lòng bàn tay. Lúc này, dạ xoa đã là lửa giận dâng lên, lui một bước càng nghĩ càng giận, tiến một bước muốn chiến không thể, sau quai hàm phun ra hai cổ toan thủy, bàn tay nắm chặt thương thép không ngừng run rẩy ngươi na tra khẽ nhất cầm ngươi ngươi miệng cá dạ xoa không ngừng rung rung nổ khí dâng lên nổi giận đùng đùng cắn răng hét lớn một tiếng chiếu cố tốt thất cửu mổ da của bản tướng quân hảo dạ xoa cầm trường thương trong tay đạp sóng vọt tới phía trước thân hình thật sự vô cùng nhanh chóng mặt sông còn đang cuồn cuộn rung chuyển một lần nữa Tiểu na tra hai mắt tỏa sáng, tay trái nhẹ nhàng làm một động tác, vòng tay có ba cái tiết điểm kia có một cái tiết điểm sáng lên, vòng tay bên cạnh tỏa ra ánh vàng, biến thành một chiếc vòng tay màu vàng có đường kính một thước, ném thẳng về phía dạ xoa. Càng không quyển vừa mới rời tay, na tra theo sát vọt tới phía trước, chân nhỏ ở trên mặt nước đạp ra đạo đạo tàn ảnh, nắm tay trái, lòng bàn tay phải và các chiêu thức hiện lên trong đầu, hai mắt xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt. Đã được tính toán hết rồi trong khi đối phương đánh bay càng không quyển chính mình sẽ nhảy lên một cái phát huy ưu thế thân hình linh hoạt chính diện tấn công chỗ yếu hại của đối phương lại dùng ý niệm vận chuyển càng không quyển phản công từ bên cạnh hỗn thiên lăng đánh lén từ dưới nước chính mình xoay người lại giết hồi mã thương lấy gạch vàng đập vào chỗ yếu hại sau lưng đối phương sau đó lại thiện chí giúp người tìm chỗ khoan dung mà độ lượng giữ tính mạng ấm ôi chao tiểu na tra dừng lại bước chân bàn chân nhỏ khoái động bọc nước trên mặt nước ngừng thở nhìn về tình hình phía trước dạ xoa kia cầm trong tay hai cây thương gãy cái tráng nổ nát vụn đã thành một cổ thi thể một tia hồn phách đi về hướng biển sâu không kháng đánh như vậy tiểu na tra nghiêng đầu cũng không có quá để ý thu mấy món bảo vật vào trong vòng tay ánh đỏ chui trở về trong cơ thể được rồi trở về ngủ một lát đi duỗi lưng một cái tiểu na tra ngáp một cái thản nhiên xoay người lại liền muốn đi về gốc đại thụ nơi ban đầu ngủ đúng lúc này phía trên đông hải xuất hiện một chút sóng cả mấy đầu thương long bay ra mặt biển quanh quẩn trên không trung nửa vòng lập tức phóng tới nơi đây na tra lớn mật lại sát hại dạ xoa long cung chúng ta người đến chính là ngao bính kia ngao bính này đã từng lĩnh giáo đầy đủ sự lợi hại của na tra âm thầm quan sát tình hình dạ xoa bị đánh chết giờ phút này tất nhiên là không dám tiến về phía trước chỉ là hét lên từ phía xa còn không đi theo bản điện hạ tới long cung lĩnh tội na tra hừ một tiếng tay trái mở ra càng không quyển phi tốc vần quanh ở quanh người tay phải khẽ nắm một ánh lửa lấp lánh hỏa tiên thương đã ngưng tụ ở trong lòng bàn tay xẹp một tiếng bốc cháy lên ánh lửa na tra hô là gã ra tay trước có liên can gì với ta ngươi đánh chết dạ xoa còn lý luận dạ xoa này chính là tiên thần thông minh điện trên danh nghĩa. Ngao bính mắng. Ngươi chẳng qua là phàm nhân, ỷ vào bậc cha chú che chở làm sằng làm bậy như thế, thật tình không biết gây ra tai họa bao lớn. Đừng có để bản điện hạ nói lần thứ hai, đi long cung với ta. Na tra nắm lấy hỏa tim thương nhẹ nhàng chỉ về phía trước, mắng. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Ngao bính cũng là tức giận, hô to một tiếng. Bọn thị vệ ở đâu? Bảy tám đầu thương long kia gầm nhẹ. Ngao bính chỉ long trảo về phía trước. Bắt lại. Chúng long lập tức đánh ra, liên thủ áp về hướng na tra. Nhìn lúc này. Các bay đá chạy, sóng nước loạn vũ. Thương long gầm nhẹ, sinh linh tránh lui. Na tra nhảy lên một cái, tiến vào không trung, trong tay cầm hỏa tim thương, chân đạp phong hỏa luân, thân hình linh hoạt ẩn chứa lực đạo lớn lao, trên hỏa tim thương tuôn ra đạo đạo tam muội chân viêm chẳng qua đảo mắt, ba đầu thương long bị đập vỡ vảy rồng, hai đầu thương long bị đâm rách lân giáp. Có thương long đưa tới phong vũ lôi điện, thân hình na tra không tránh chút nào, đón lấy tất cả, không thấy có nửa phần tổn thương. Có thương long hóa thành hình người chính diện đối chiến, lại không thể chịu được lực đạo thương mang na tra vung ra, bị đánh bay về phía sau, khóe miệng chảy máu. Kịch chiến say xưa, hai mắt na tra có ánh đỏ lấp lóe, trên cổ tay trái có ba cái tiết điểm vòng tay, sáng lên tiết điểm thứ hai sát khí hộ thể tru yêu trừ tà đạo tâm ngay thẳng không sợ hãi lý trường thọ ẩn tàng thân hình ngửa đầu nhìn tình hình như vậy có chút hài lòng gật đầu lưu ảnh cầu trong tay ghi chép toàn bộ quá trình trên cổng thành trần đường quang ẩn ẩn có thể thấy được thương long cuồn cuộn trong mây nếu thị lực đủ tốt tất nhiên là có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé chân đạp phong hỏa luân truy đuổi thương long kia lão tam Bên trong lầu các Lý Phủ, Lý Tĩnh đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần chấn kinh, quay người liền phóng tới cửa sổ, thân hình hóa thành một đạo lưu quan phóng tới phương hướng Đông Bắc. Đúng lúc này, Lý Tĩnh thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh vàng quét tới chính mình, đạo tâm kinh hải, khuôn mặt đều có chút tái nhật. Đại năng, thân hình y miễn cưỡng né tránh sang bên cạnh, nhưng một mũi tên máu đỏ tươi vẫn bắn ra từ đầu vai. Vù vù càng nhiều tiếng xé gió nổ vang từ bên tai thân hình lý tỉnh trái lóe phải tránh đã là cầm một thành trường kiếm linh bảo thiên địa xung quanh đột nhiên tối sầm lại hoàn toàn không cho lý tỉnh nửa điểm cơ hội thi triển bản lĩnh một tòa đại trận đã giam lý tỉnh ở trong đó trận pháp này hóa thành một đám mây đen lơ lửng ở phía trên trần đường quang ở ngay phía trên mây đen hư ảnh có phần mơ hồ khinh thường cười lạnh quay người liền muốn bay đi đông hải nhưng động tác của thân ảnh này đột nhiên cứng đờ không khí không hề có điềm báo trước ngưng lại càng không nhiều thêm sát cơ nhàn nhạt hư ảnh này nếu mày nhìn về phía bên trái ngược lại là lộ ra mấy phần cảm giác thông dong chắp hai tay sau lưng bên trong đại trận quanh người lý tỉnh bị một cổ tiên lực bảo vệ lúc này đã có thể miễn cưỡng ứng đối với thế công xung quanh một đạo thân ảnh dậm chân mà đến từ mây đen bên cạnh chính là gia đình cao cấp lý phủ vương trường an đạo nhân giấy kim đan của lý trường thọ lý trường thọ nói đạo hữu hiện nay đã là cam làm răng nanh di Lạc nhàn nhạt cười nói đạo hữu sao lại không phải răng nanh cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi lời này của ngươi cũng có chút đạo lý lý trường thọ thu liễm ý cười nhưng chung quy ta tuân theo chính là ý chí thiên đạo thành lập trật tự mà đạo hữu hiện giờ lại là tại tuân theo thiên đạo âm u trật tự, âm u, đạo hữu quả nhiên là sẽ lập thanh danh cho chính mình. Thanh danh cũng không phải là lập. Trong mắt Lý Trường Thọ phun trào sát cơ. Đạo hữu nếu đã hiện thân, liền lưu ở chỗ này đi. Tinh quân hẳn là không nhìn ra, đây là một cổ hóa thân của ta. Hóa thân. Quanh người Lý Trường Thọ xuất hiện ánh sáng màu xanh nước biển nhàn nhạt. Hóa thân của người ta cũng không muốn buông tha. Ông. Càng không nhẹ nhàng chấn động, trong mây đen tứ phương xuất hiện mấy đạo thân ảnh, càng không nơi đây cũng theo đó hoàn toàn bị phong tấm. Di Lạc hừ lạnh một tiếng, Lý Trường Thọ khuôn mặt trang nghiêm, mấy đạo thân ảnh nhẹ nhàng lấp lóe, đảo mắt hóa thành tàn ảnh đầy trời, trấn áp hóa thân Di Lạc. Ở phía trên Đông Hải. Một đầu thương long ngửa đầu kêu thảm, ở phần lưng, na Tra hai tay cầm hỏa tiêm thương, từ trên xuống dưới đâm vào bên trong vảy rồng phá toái, Hỗn Thiên lăng ở phía sau chỉ lên bầu trời càng không quyển xoay quanh quanh người như quan thuẫn màu vàng. Sau lưng Na Tra có bóng dáng một thiếu niên mơ hồ, quanh người thiếu niên dân trào quang mang màu đen, hai mắt nhắm nghiền. Tàn hồn kiếp trước, bản ngã sát khí. Ha! Na Tra quát nhẹ một tiếng, thương long kia chống đỡ không nổi thân hình, trong nháy mắt ngã xuống từ trên mây, thân hình bỗng nhiên thu nhỏ lại, tránh né thế công phía sau. Đi trước! Chúng ta không phải là đối thủ của đứa trẻ nhân tộc này có thương long miệng nói tiếng người thương long lúc này đã là hoặc nhiều hoặc ít mang thương lập tức quay đầu chạy trốn trạng thái của na tra lúc này có chút không đúng hai mắt đã bị huyết quang xâm nhiễm không nói một lời dẫm lên phong hỏa luân mau chóng đuổi theo bên trong nước biển lý trường thọ lẳng lặng nhìn chăm chú vào một màn này dưới đáy lòng bản thể đã mở ra bảy bảy bốn mươi chín cửa sổ thao túng một lượng lớn đạo nhân giấy thi triển thủy độn theo thật sát phía sau na tra trong đó còn có mấy cổ đạo nhân giấy mang theo pháp trận na di vi hình trên người tùy thời có thể na di bản thể ở tiểu quỳnh phong ngày hôm nay na tra giết ngao bính ấn theo kịch bản thiên đạo hẳn là phải vào mấy năm sau mới đúng đại kiếp đang gia tốc thiên đạo đã là không kịp chờ đợi như thế lý trường thọ thở dài dưới đáy lòng toàn tâm quan sát các nơi bản thể bên cạnh linh nga nhìn chăm chú vào hình ảnh bên trong gương đồng đã là ngừng lại hành vi chiếm tiện nghi, nín hơi ngưng thần. Trong Long Cung, Long Vương bên trên bảo tọa mở hai mắt, lúc này nhẹ nhàng thở dài, lẳng lặng nằm nghiêng bất động. Trong mây đen trên không trần đường quang, Lý Tĩnh cầm kiếm đại chiến với hư ảnh công tới xung quanh, trong mắt càng trở nên lo lắng, pháp bảo không ngừng huy sái. Ở biên duyên Đông Hải, ở nơi biển cạn và biển sâu giao tiếp, Ngao Bính chẳng biết lúc nào đã chiếm cứ ở đáy biển, đôi mắt màu đen mang theo vài phần ngọn lửa kia, nhìn chăm chú phương hướng na tra bay tới đến rồi đến rồi nơi này chính là sát trận chỉ cần đối phương tiến vào nơi đây chính mình liền lấy danh nghĩa đối phương đánh giết tuần biển dạ xoa dùng sát trận trấn áp đối phương ai cũng đều không thể ngăn ngăn ai cũng đều không thể hỏi tội đối với chính mình long tộc thiếu chỉ là khí vận đây là bá chủ viễn cổ là cường giả chân chính hôm nay phụ vương ngươi chắc chắn đang tận mắt nhìn chăm chú ta Ngao Bính Ta Con thứ ba Đông Hải Long Vương Oanh Mấy đầu thương long đụng vào mặt biển Ấn theo kế hoạch trước đây hấp dẫn sự chú ý của Na Tra tấp tốc lặn xuống đáy biển Quanh người Na Tra tuôn ra đạo đạo ngọn lửa Tiến hành ngăn cách nước biển Không có chút do dự nào xông vào trong nước biển Hai mắt đã gần như đen nhánh Quanh người tản ra một cổ sát ý thuần túy mà nồng đậm Long trảo của Ngao Bính rung động Đột nhiên có chút dự cảm không tốt, nhưng thân ảnh Na Tra đã đánh thẳng vào bên trong đại trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi. Ngao Bính đang nghe truyện trên TV audio CV thở dài một hơi dưới đáy lòng, sau đó liền nổi lên cảm giác thành tựu lớn lao, thân hình chậm rãi du động về hướng đại trận, cảm thụ được lực lượng tuyệt sát đã dâng trào từ đại trận. Na Tra Đệ tử xiển giáo Cháu nuôi của Thái Bạch Kim Tinh Ha ha, ha 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 thương long gầm nhẹ ở trong nước, cười to, thân hình thon dài trăm trượng chậm rãi lắc lư, mấy vị thị vệ kia đã là bơi về phía nơi đây. Bỗng nhiên, đại trận trong biển hiển lộ ra tung tích, đó là một chiếc cối xay màu đen, mà ở chính giữa cối xay này, một ngọn lửa như nến chập chờn nhẹ nhàng lấp lóe. Tam muội chân viêm, hỏa liên phun trào. Mặt biển phương viên mấy trăm dặm dâng cao, trong đó có một cột nước dâng thẳng lên trời. Trong biển, Hoa sen đường kính trăm dặm nở rộ, đó là chân viêm sinh linh, chế giễu sức tàn phá của nước biển thông thường. Phía dưới Hỏa Liên, mấy đầu thương long liều mạng chạy trốn, ngao bính sững sờ trong giây lát, y ở điểm bùng nổ ban đầu của Hỏa Liên quá gần, vào giờ phút này đã là không kịp bỏ chạy, bị ngọn lửa cùng với nước biển nóng hổi trực tiếp nuốt chửng. Mà đạo thân ảnh đoạt mệnh kia, đang đến từ ngọn lửa. Na tra, ngươi. Chữ giám sau cùng kia, đã là không có cách nào nghe thấy na tra na tra long cung sao lại ức hiếp con ta như vậy khục phốc trên bãi biển trắng tinh miệng nhỏ của na tra phun ra từng dòng nước cái bụng tròn trịa nhanh chóng trở lại bình thường thân thể nho nhỏ sụi lơ ở kia hữu khí vô lực mở hai mắt ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đi qua từ bên cạnh lấp đầy tầm nhìn của na tra a à. trường an thúc tam thiếu gia ngài tỉnh rồi. Trên mặt Lý Trường Thọ treo đầy lo lắng, thấp giọng nói. Có chỗ nào không thoải mái không? Na tra há cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói chuyện lại nói không nên lời, cảm giác chính mình như gặp ác mộng, vào giờ phút này vẫn có chút đau đầu, lại có một vài bức hình ảnh xông lên đầu, có chút mông lung nhìn không rõ ràng. Na tra lẩm bẩm nói. Ta không phải đang đánh nhau với mấy con rắn sao? Lý Trường Thọ cười nói. Tam thiếu gia hẳn là nằm mơ, trước tiên không nên suy nghĩ nhiều, để cho chính mình trầm tĩnh lại. Hì hì. Na tra chép miệng một cái, mở ra tay nhỏ đối với Lý Trường Thọ. Trường An thúc ôm. Được. Lý Trường Thọ vuốt vuốt đầu Na tra, ôm Na tra để trên vai. Chúng ta về phủ. Dưới đáy lòng cũng là thầm than, tiểu Na tra này mặc dù đủ thông minh, năng lực phán đoán như thiếu niên hoặc thanh niên bình thường, nhưng suy cho cùng vẫn là tâm tính trẻ con na tra lúc này đã là không quá chú ý sự tình trước đây ngồi phịch ở trên vai lý trường thọ hữu khí vô lực thấp giọng ngâm khẽ toàn thân đau nhức tay chân rút gân thực sự giống như triệu chứng của việc chơi đùa mệt mỏi ách làm sao quần áo cũng đều bị đổi chính mình đâu có mặc những thứ này ra ngoài trên trán na tra xuất hiện mấy dấu chấm hỏi sau đó sự chú ý của na tra bị những con bướm ven đường thu hút ngơ ngác nhìn chúng lý trường thọ cười khẽ dưới đáy lòng na tra chiến quần long trong lý tưởng tiểu na tra anh tư bừng bừng phấn chấn pháp bảo tùy thân quả nhiên là tinh thần phấn chấn không hổ danh tiểu anh hùng na tra chiến quần long trên thực tế vừa mới ra tay không bao lâu liền đốt quần áo của chính mình cầm hỏa tiêm thương Mặt yếm đỏ cầm trường thương trong tay xông tới xông lui quả nhiên là không hổ danh cái mông nhỏ rất có tinh thần trường an thúc ta có phải đã đánh chết một con rắn? Đúng, hơn nữa ngươi còn có chút mất khống chế. Vậy ngươi vừa rồi còn nói ta nằm mơ, a, à, ngắp, ta còn nghe được tiếng nói của cha ta. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Tam thiếu gia ngày hôn mê ở trong nước biển, mấy đầu tiểu long long tộc kia muốn tiến về phía trước hại tính mạng của tam thiếu gia, lão gia kịp thời chạy tới cứu tam thiếu gia. Phụ thân đâu? Na tra nháy mắt to hỏi tổng binh đại nhân bận rộn quân vụ, cứu tam thiếu gia liền chạy trở về. a à. Na tra ngáp lên. Ta đây ngủ một lát trước, buồn ngủ quá. Lý trường thọ ấm giọng đáp ứng, vỗ nhẹ nhẹ phần lưng Na tra, để Na tra chậm rãi ngủ thiếp đi. Trong lúc chém giết với bọn thị vệ của Ngao Bính, Na tra vì đạt được càng nhiều linh lực, từng bước phóng thích sát khí tự thân. Cái quá trình này gần như là bản năng, xem như là phản ứng có điều kiện của Na Tra lúc tao ngộ nguy cơ. Đối với Na Tra lúc này mà nói, vốn là một gánh nặng rất lớn. Mặc dù không thể đối đãi với tiểu Na Tra như trẻ con bình thường, ở trong bụng mẹ liền hoàn toàn dung hợp với bản ngã kiếp trước, nhưng dù sao cũng chỉ mới chào đời hơn 2 năm, tâm tính quá mức đơn thuần, hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nhất là, Na Tra đối với trường an thúc của chính mình vô cùng tín nhiệm. Lý trường thọ nói hời hợt, nhưng tình hình lúc đó nào có đơn giản như vậy. Ngao Bính thiết hạ sát trận muốn tính kế Na Tra, lấy tuần biển dạ xoa làm mồi, để định tội Na Tra. Mà động cơ của Ngao Bính có chút phức tạp, ít nhiều có chút tâm lý vạn vẹo, đây coi như là cách Ngao Bính tìm kiếm sự công nhận cho bản thân. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, mấy vị thị vệ của Ngao Bính dẫn Na Tra vào Đông Hải, lại dụ Na Tra vào sát trận đã bố trí trước đó. Đây vốn là cục diện tuyệt sát, lý trường thọ cũng đều phải lập tức ra tay cứu viện nhưng vạn lần chưa từng nghĩ đến sát trận lại là ở bên trong thời gian cực ngắn bị tách ra sát khí cùng với linh lực tự thân na tra cùng nhau bộc phát nuốt chửng ngao bính trong nháy mắt một thương đâm nát long hồn mấy đầu thương long kia thấy thế nhanh chóng rút đi na tra vừa muốn đuổi theo vòng tay bên trên cổ tay nhẹ nhàng lấp lánh sáng ngời làm cho na tra trực tiếp ngủ mê man mà ngao bính bị đâm nát long hồn lại có một tia tàn hồn trốn vào bên trong hư không tựa như muốn bay về phía phong thần đài dưới trung thiên môn đây là nguyên thần đầu tiên lên phong thần bản lý trường thọ khẽ động tâm niệm phát giác chính mình tự hồ có thể ngăn cản nhưng lại không làm nhiều cái gì đồng ý để cho ngao bính tiến vào bên trong phong thần đài chờ đợi đại kiếp kết thúc cùng nhau phong thần na tra sau khi hôn mê mấy đầu thương long thị vệ kia lo lắng long cung sẽ hạ xuống trừng phạt đối với bọn hắn nghĩ đến dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, bắt na tra trở về Long Cung. Lý tỉnh kịp thời chạy đến, mặc dù Tu Vi không đủ đối chiến với mấy đầu thương Long thị vệ, nhưng trong tay cầm trường kiếm, lớn tiếng giận giữ mắng mỏ, bảo hộ na tra. Mấy đầu thương Long thị vệ kia trong lòng bối rối, cũng tự biết đối lý, thu thập thi thể ngao bính liền vội vàng rút đi, trước khi đi tất nhiên là để lại vài câu cay nghiệt. Tốt cho một cái lý tỉnh tốt cho một cái trần đường quang. Có bản lĩnh đừng chạy. Các ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của long tộc. Đây là mấy câu cay nghiệt phổ biến, nhưng Lý tĩnh quả thật có một chút sầu lo. Cũng may, Lý Trường Thọ kịp thời nhắc nhở, để Lý tĩnh trước tiên tiến đến Càng Nguyên Sơn mời Thái Ất chân nhân đến đây, sau đó làm ứng đối, Lý tĩnh liền giao phó Na Tra cho tiên thần chính mình tính nhiệm nhất, vội vàng tiến đến Trung Thần Châu. Tràng tính kế liên quan tới long tộc, mượn lực na tra này lý trường thọ bố cục tương đối sâu xa trước khi đại kiếp diễn ra một cách an toàn lý trường thọ quan sát long tộc một hồi lâu cũng phát hiện ra long tộc thức tỉnh linh hồn quý tộc viễn cổ cùng với khí vận mang đến bởi vì quy thuận thiên đình sự thống trị của long tộc đối với hải tộc gần như là áp bách hà khắc nội bộ long tộc có thể coi là bốn cái giai tầng ở vào tầng cao nhất là tứ hải long vương các vị đại trưởng lão cùng với lão trưởng lão đã sớm không hỏi thế sự chuyên tâm trấn áp hải nhãn bọn họ là nền tảng long tộc cũng là lực lượng răng đe long tộc bảo trì đối với bên ngoài mặc dù bị lu mờ khi đối mặt với uy áp thánh nhân tây phương giáo nhìn như cũng không có quá nhiều tác dụng nhưng đó dù sao cũng là quan huy của thánh nhân quá mức lóa mắt ở vào tầng thứ hai chính là lấy long tử long nữ làm đại biểu chúng long chào đời sau viễn cổ tầng thứ ba tương đối phức tạp có cao tầng hải tộc cũng có cao thủ hóa rồng, còn có rất nhiều long bình thường, huyết mạch không thuần mất đi vinh quang long tộc. Tầng thứ tư còn lại là lấy hóa rồng giao long làm chủ, là bộ phận quan trọng tạo thành binh lực long tộc. Hải tộc ở trong mắt long tộc không xứng có được giai tầng. Trước đây Tây phương giáo đối phó với long tộc, chính là châm ngòi mâu thuẫn giữa tầng thứ tư và ba tầng trước, nhắm vào sự bất bình giữa tiên giao binh và hóa rồng, khống chế một lượng lớn hải tộc, khiến cho long tộc khó chịu dị thường nhưng khốn cảnh như vậy chỉ là làm cho mâu thuẫn nội bộ long tộc tạm thời bị che lấp lại long tộc đã thức tỉnh một đợt tộc đàn chi hồn điền hải nhãn độ nang quang quy thuận thiên đình trở thành trợ lực yếu ớt lúc quan trọng của thiên đình trên thực tế mâu thuẫn chủ yếu nội bộ long tộc cũng chưa có được giải quyết chân chính đại bộ phận long tộc không nguyện ý thừa nhận thân phận vai phụ thiên địa nhưng lại say mê ở trong mộng của viễn cổ không muốn tỉnh lại đến mức tích lũy quá nhiều áp lực giai tầng lúc nào cũng có thể làm cho nội bộ long tộc trực tiếp sụp đổ cụ thể mà nói chính là giống như ngao bính vậy ở dưới tiền đề biết rõ lai lịch bối cảnh của na tra vẫn như cũ lựa chọn ra tay đối với na tra từ khi long tộc quy thuận thiên đình đến nay lúc này mới bao lâu về sau còn đến mức nào nhân vật chính thiên địa bây giờ là nhân tộc lý trường thọ không thể bỏ mặt long họa sẽ xuất hiện trong tương lai gây họa cho vô số phàm nhân lúc ấy hắn suy nghĩ rất nhiều, suy tính tầng tầng khả năng, xác định giải quyết mâu thuẫn nội bộ long tộc, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với kế hoạch tổng thể của chính mình, cho nên lựa chọn ổn thỏa ra tay. Nửa bức hiếp, nửa tương trợ, để Long Vương, lão Long tầng thứ nhất này, dọn dẹp một lần phần tử nguy hiểm trong nội bộ Long tộc, thay đổi nhận biết căn bản của Long tộc đối với Hồng Hoang. Chuyện này đối với nhân tộc cùng với Long tộc mà nói, đều có chỗ tốt cực lớn. Trình tự cụ thể có chút phức tạp, kế tiếp sẽ thực hiện từng bước một, Lý Trường Thọ không có cấp cho Long Vương kịch bản cụ thể, đây coi như là sự tín nhiệm của hắn đối với lão mưu tính hồng hoang như Long Vương. Ý tưởng là Lý Trường Thọ cung cấp áp lực bên ngoài, thiên đình, diễn giáo, nhân tộc, ba cổ áp lực trấn trụ nội bộ Long Tộc, làm ra trạng thái bức bách, để Long Vương chỉnh lý nội bộ Long Tộc một lần nữa, thay đổi nhận biết tổng thể của bản thân Long Tộc. Long Vương ở bên trong quá trình này, lập trường nhất định phải nhất trí cùng với chúng Long, dùng chuyện này bảo đảm sự ổn định tương đối trong nội bộ Long tộc, cùng với quyền uy tự thân của Long Vương. Kết quả cuối cùng, Long tộc có lẽ sẽ có lời oán giận đối với thiên đình, sẽ không lại cảm kích đối với Thái Bạch Kim Tinh, Ngao Bính trở thành tiên thần thiên đình, Long tộc cùng với thiên đình khóa lại càng thêm kiên cố. Long tộc vừa có thể tránh rơi vào cuộc tranh giành quyền bá chủ với nhân tộc, nhân tộc vừa có thể tránh một phen tai họa. Nhất định phải đạt thành mục đích, để long tộc cuối đầu tiếp nhận sự thật bọn họ chỉ là một phần tử sinh linh thiên địa. Tự phụ có thể, nhưng không thể không phục. Nếu có không phục, phải sớm giải quyết. Lý Trường Thọ cũng không phải là muốn để nhân tộc khống chế long tộc, chỉ là muốn cho long tộc an tĩnh sinh sôi nảy nở tại tứ hải, đừng có sinh ra ý nghĩ tranh đoạt thiên địa với nhân tộc. Đây cũng coi là một loại phương thức bảo vệ nhân đạo của Lý Trường Thọ. Lão hộ đạo sư. Đương nhiên Lý Trường Thọ an bài, sẽ không sẽ chỉ tính đến Long tộc. Chỉ cần kế hoạch kế tiếp nằm trong sự khống chế của hắn. Tính toán ổn một tay, không cắm cờ. Hắn sẽ kịp thời ra tay can thiệp, phòng ngừa thảm kịch na tra trình diễn. Thiên đạo cần chính là một cái kim bài đã thủ, nhân tộc chính là nữ hoa nương nương sáng tạo ra dựa theo mẫu tiên thiên đạo khu, tiềm lực không thua kém bất kỳ bảo thể nào. Theo lý giải của Lý Trường Thọ đối với đạo vào giờ phút này, cùng với nghiên cứu đối với thiên đạo hoa sen bảo thân của na tra bên trong kịch bản thiên đạo thật ra là lấy hương hỏa công đức làm hạch tâm hạn chế hạn mức cao nhất của na tra linh châu tử vốn là bởi vì con đường tu đạo của chính mình bị ngăn cản dứt khoát kiên quyết từ biệt con thỏ nhỏ cố gắng chuyển sinh làm người tu hành một lần nữa lý trường thọ đã đáp ứng linh châu tử sẽ cố hết sức nỗ lực trợ y đại đạo viên mãn trên đời không có tính kế cùng với an bài hoàng mỹ nào kế hoạch lần này cũng thế. Long tộc cần một người hy sinh đầy đủ phân lượng, Ngao Bính chính là thiên mệnh được tuyển chọn. Lý Trường Thọ thở dài dưới đáy lòng, đối với việc này cũng không có bình luận gì nhiều. Rất sớm trước đó hắn đã đang suy nghĩ, liệu mọi việc hắn làm, có phải hay không cũng là một bộ phận kịch bản thiên đạo. Nhưng Lý Trường Thọ dùng thời gian đại khái mấy chục năm, đạt được một cái kết quả chuẩn xác. Không phải. Mà bắt đầu từ khi đó, Lý Trường Thọ liền học được vẽ dưới đáy lòng, sau đó lại dùng bút mực ở bên trên vải vóc viết xuống một ít mưa tính đều có lợi đối với chính mình, đối với Thiên đạo. Loại sự tình lừa dối Thiên đạo này, hơn 600 năm trước liền đã bắt đầu đang làm. Cái chết của Ngao Bính, chung quy là lựa chọn do tầng cao nhất Long tộc làm ra, có quan hệ trực tiếp với Thái Bạch Kim Tinh hắn, nhưng đúng là giải pháp tốt nhất cho nguy cơ hiện tại của Long tộc. Ở trên đường trở về Trần Đường Quang, Lý Trường Thọ phản phất như nghe được được tiếng xèo xèo của dây dẫn nổ cháy nhanh, nhưng lại không khỏi có chút muốn cười. Không có cách nào, tiếng ngáy của tiểu Na Tra càng ngày càng vang dội. Đêm tối, Lý Phủ. Na Tra nằm ngáy o o ở trong phòng ân thị, bên trong phòng khách tiền viện, có mấy vị tiên nhân có mặt mũi trong hồng hoang đang ngồi. Thái ất đại âm dương sư, ngọc đỉnh thâm tàn bất lộ, dương tiễn tự tinh thiên đình, hoàng long chân nhân đại nạn không chết cũng không có hậu phúc gì, còn có một cổ đạo nhân giấy Lý Trường Thọ. Lý Tĩnh ngồi ở chủ vị, trong mắt mang theo vài phần thần sắc lo lắng, nhưng càng nhiều vẫn là kiên định và kiên quyết. Dương Tiễn thấy trong sảnh trầm mặt có chút quá lâu, chủ động mở miệng hỏi. Xác định là phía Long tộc ra tay trước sau. Không sai. Lý Tĩnh chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói. Theo Na Tra nói, Tam Thái tử kia yêu thích tới trần đường quan tìm nữ tử phàm tục chơi bời, Na Tra từng giáo húng y mấy lần, cho nên tam thái tử sinh ý đồ xấu, động sát tâm. Ngọc Đỉnh chậm rãi nói. Chỉ sợ Long Tộc sẽ không để ý những thứ này, dù sao chết là con trai của Long Vương. Hoàng Long ở bên cạnh trầm ngâm vài tiếng. Việc này không phải đơn giản như vậy, có đôi khi Long Vương cũng nhất định phải coi trọng cảm xúc của trên dưới Long Tộc. Thái ức chân nhân cười xùy một tiếng, mắng. Bọn họ ra tay tính kế, bị Na Tra phản sát, còn muốn lẽ thẳng khí hùng tới tìm đồ đệ bảo bối của ta hỏi tội." Hoàng Long thấp giọng nói. "Đúng như Ngọc đỉnh sư đệ nói, dù sao chết cũng là Tam thái tử Đông Hải Long cung." "Làm sao?" Thái Ức chân nhân lạnh nhạt nói. "Long Vương thái tử còn có thể có nhiều bộ phận hơn những long tộc khác." "Sư bá, lúc này không phải thời điểm bực bội." Dương Tiễn trầm giọng nói. "Long tộc hiện giờ quy thuận Thiên đình, ta vào trước khi chạy đến đã sai người điều tra trên người ngao bính kia cũng có chức vị phụ thần hành vân bố vũ của thiên đình nếu long tộc cắn chặt việc này xác thực gây bất lợi cho chúng ta về phương diện thiên đình không cần phải lo lắng lý trường thọ lại cười nói chỉ cần nói về long tộc là được thái ất chân nhân buồn bực nói tiểu thái tử long tộc này làm sao lại trở thành tiên thần thiên đình tiêu chuẩn thiên đình định ra lỏng lẻo như vậy lý trường thọ nghiêm mặt nói long tộc trên danh nghĩa thuộc về danh nghĩa thủy thần chức vị thủy thần hiện giờ do ta kiêm nhiệm nhưng ta đã sớm giao quyền thay đổi quyền lực sứ giả hành vân bố vũ phàm tục thủy thần thủy hệ các nơi không quan trọng cho thông minh điện nói chung thông minh điện thấy là tam thái tử đông hải long vương liền mở một con mắt nhắm một con mắt cho chức vị phụ thần ngọc đỉnh chân nhân hỏi nơi đây có thể có long tộc tính kế hay không hẳn là có Lý Trường Thọ bất động thanh sắc gật gật đầu. Hắn đối với sự an bài của Long Tộc, lại là không đề cập đến bất luận thân hữu nào. Ai? Lý tỉnh thở dài. Bây giờ chỉ có thể binh đến tướng trắng, nước đến đất chặn. Na Tra là con trai thứ ba của Lý tỉnh ta, Lý tỉnh ta tuy không phải đại năng đại thần thông giả gì, chỉ là tổng binh phàm tục, nhưng đúng sai ở trong lòng người, nếu Long Tộc đến đây làm khó dễ, vậy ta muốn hỏi bọn họ một chút, vì sao lại tàn nhẫn với một đứa trẻ chưa đầy ba tuổi như vậy? Long Lý tỉnh vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm sét cuồn cuộn, thiên địa trần đường quan biến sắc, tinh không bị mây đen che đậy. Mưa rào tầm tã không có dấu hiệu nào dội xuống, các phàm nhân vốn còn hoạt động trên đường phố, vào giờ phút này vội vàng trở về trong nhà tránh mưa, toàn bộ trần đường quan cấp tốc yên tĩnh trở lại. Sắc mặt của các vị tiên nhân trong sảnh, nhất trí lạ thường, ngưng trọng. Đông Hải nổi lên tầng tầng sóng lớn, banh kích vào vách núi bờ biển. Bên trong thiên địa tự hồ đột nhiên nhiều hơn mười mấy cổ uy áp như có như không, mà bên trong mây đen thấp và nặng nề ở phía trên trần đường quan kia, từng đầu thương long cuồn cuộn trên dưới, theo sấm sét vang dội, thân ảnh như ẩn như hiện, đi tới bầu trời tổng binh phủ. Trần đường quan lý tỉnh ở đâu? Tiếng nói thô kệch cùng với uy áp mãnh liệt đến từ không trung, trong phạm vi ngàn dặm trần đường quan tràn đầy mây đen, cuồng phong càng quét các nơi, cây cối đứt gãy, ngói bay tứ tung, không ít quần áo phàm nhân không kịp thu hồi bị cuốn ra khỏi tường viện. Mười mấy đầu lão long xoay quanh quay cuồng ở trong mây, một tiếng lý tỉnh vang vọng trần đường quang. Bọn hắn cũng không có bất kỳ che lấp nào, trực tiếp hưng sư vấn tội, đều là nổi giận đùng đùng, làm cho mười mấy vạn phàm nhân trần đường quang thấp thỏm lo âu. Tại hậu viện Lý Phủ, tiểu na tra mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, Ân thị vừa đi đến cửa sổ liền vội vàng hạ cửa sổ gỗ xuống, quay người đi đến bên cạnh giường, vỗ nhẹ nhẹ tiểu na tra, làm cho tiểu na tra rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Ở bên trong tiền sảnh, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chẳng biết đã đi đâu, mà dẫn âm của Lý Trường Thọ lại đã rơi vào trong tay ba vị chân nhân xiển giáo. Nếu Long tộc làm khó dễ, liền dựa vào xiển giáo trấn áp. Thái ức chân nhân vương người đứng dậy, chấn tay áo, trong mắt tràn đầy ánh sáng đã có lời này vậy thì thỏa đáng mặc dù tên gia hỏa này đang tính kế cái gì y cũng đều có chút xem không hiểu nhưng lý trường thọ nếu đã nói như thế như vậy nhất định là có mưu tính cấp độ sâu ngọc đỉnh chân nhân lộ ra sắc mặt lạnh lùng đứng dậy đi tới bên người thái ất chân nhân thấp giọng nói long tộc không cần quá mức kiên kỵ thái ất chân nhân bình tĩnh gật đầu khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh y hôm nay tùy tiện thành lập một nhóm ở phía trên chủ tọa, Lý Tĩnh chậm rãi thở ra một hơi, hai tay ôm thành ghế nổi lên mấy đường gân, trong hai mắt đầu tiên là lóe lên hai đạo kiếm mang, sau đó liền quy về yên tĩnh. Nhất bao kiếm, bước tới trước với cung tên, giáp vai. Lý Tĩnh không nói một lời đi ra cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng mây đen trên bầu trời, hai tay ôm kiếm đi về phía trước, cái eo lại thẳng tắp, tiếng nói rõ ràng cùng với tiên lực phun trào, truyền khắp các nơi trần đường quang. Lý Tĩnh Trần Đường Quang ở đây. Ở trong góc hậu viện, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra miệng cười nhàn nhạt. Lý Tĩnh. Tiếng sấm tái khởi, mây đen đầy trời kia bắt đầu xoay chậm chậm, ở dưới đám mây hình phễu, một cái đầu rồng có phần già nua chậm rãi thò ra từ trong mây, đường kính lại vượt qua trăm trượng, từng sợi râu rồng không ngừng phất phới. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ồ. Lý Tĩnh buông cánh tay xuống, tay trái rút kiếm nhìn về phía không trung, cao mày nói. Không biết, đạo hữu tại Long Cung còn có chức vị gì khác? Vì sao tới trần đường quan chúng ta, còn trực tiếp hỏi tội ta? Trong hai mắt đầu rồng kia tràn đầy băng lãnh, lãnh đạm nói. Ta chính là trưởng lão Đông Hải Long Cung, con trai thứ ba của ngươi giết tam thái tử Đông Hải Long Cung chúng ta, việc này ngươi vẫn muốn giảo biện là không biết. Lý tỉnh chậm rãi gật đầu, giọng điệu vốn là bình tĩnh, cũng dần dần nhuộn cảm xúc. Nếu là sự tình ngao bính, Bản tướng tất nhiên là hiểu rõ tình hình, y tổn hại thiên quy, nhiều lần tới cảnh nội trần đường quan chúng ta tầm hoang tác nhạc, bị con trai thứ ba của ta na tra ngăn cản, kết hận thù cá nhân với con trai thứ ba của ta, ngày hôm nay lại còn thiết hạ mai phục tại Đông Hải. Dùng sát trận đối phó với đứa con thứ ba chào đời chưa được ba năm của bản tướng. Đây chính là hành vi của Long Cung. Đây chính là huyết mạch Long tộc Long Vương, hậu tự tổ Long. Làm càng hồ ngôn loạn ngữ trong mây lại có đầu rồng thương long dò ra trận mắt nhìn đối với lý tĩnh mười mấy đầu thương long tu vi yếu nhất đều là kim tiên cảnh thất phẩm đây chính là nội tình của long tộc mà lúc này long tộc cũng lưu lại một tia đường lui cũng không gây áp lực lên phàm nhân trong thành nếu không nhất định sẽ khiến vô số phàm nhân hồn phi phách tán dưới những cổ uy áp này đạo tâm của lý tĩnh lập tức rung động không yên nhưng y nắm chặt kiếm trong tay trong mắt phản phất như muốn tuôn ra ngọn lửa, ngẩng đầu mà đứng, không lùi nửa bước. Lý tỉnh Trưởng lão Long tộc ở giữa giận mắng Con trai thứ ba của ngươi giết thái tử Long tộc chúng ta, ngày hôm nay ngươi nhất định phải trả giá bằng mạng sống của mình. Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội. Bằng không, ngày hôm nay liền để trần đường quan các ngươi chết theo thái tử nhà ta. Long này nói xong, cuồng phong gào thét bên trong thiên địa, mây đen kia không ngừng cuồn cuộn, tiếng sấm liên tiếp không ngừng. Xùy. Một tiếng khẽ cười truyền đến từ trong sảnh, lại là tùy tiện ác đi tiếng tiếng gió, tiếng sấm, tiếng long hống. Chỉ thấy, vị chân nhân thân mang áo bào đỏ kia chậm rãi đi tới từ phía sau lý tĩnh, mái tóc dài hết sức phiêu giật, trong mắt chất chứa một hai ngôi sao, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn, phản phất như chỉ là đi ngang qua nơi đây, tới náo nhiệt vậy. Đạo danh gọi là Thái Ất, tiên gọi là Âm Dương. Nếu sóng gió nổi lên, tự có thể ô thánh danh. Thái Ức chân nhân chắp tay mà đến, liếc nhìn Ngọc đỉnh chân nhân đi theo bên người, muốn mở miệng lại cảm thấy chính mình không chiếm được đáp lại mong muốn, liền dời ánh mắt đến trên người Lý Tĩnh. Đáy lòng nhất chuyển, đã là có chủ ý. Miệng há ra, chính là nửa cái hồng hoang. Lý Tổng binh, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi không đúng. Hơn mười mấy đầu lão long trên mây kia cũng là sững sờ. Thái ất chân nhân thở dài. Bần đạo tới nói một câu công đạo, chúng ta trước đừng nhìn vào nguyên nhân gây ra sự việc mà là long tộc đã tổn hại một vị thái tử. Đây là gì? Đây là hậu bị Long Vương. Lão Long Vương vạn nhất ngày nào không được, hai người có tư cách kế vị phía trước cũng cùng nhau chết trận, như vậy người này sẽ tiếp quản, trở thành Long Vương mới. Đây chính là quyền cao chức trọng, mệnh một đầu Long bằng mười đầu Long bình thường. Không, trăm đầu những lão long đó đều cau mày khi nghe lời này. Giống như, lập trường là lập trường của bọn hắn, đạo lý cũng là đạo lý của bọn hắn. Ngày hôm nay bọn họ tới đây hưng sư vấn tội, dựa vào là cái gì? Không phải chính là dựa vào thân phận địa vị tam thái tử của bọn hắn, từ đó bức bách lý tỉnh đại biểu nhân tộc nhận tội, như vậy long tộc tất nhiên là bảo vệ một chút da mặt. Nhưng làm sao nghe thấy, lời nói của vị chân nhân xiển giáo này, lại có chút, có chút hương vị kỳ quái. Lý tỉnh cho mày, định tiếng nói. Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Làm sao có thể không nhìn vào nguyên nhân gây ra sự việc? Tam thái tử long tộc kia nổi sát tâm, muốn hại tính mạng của con ta, con ta phản kích thủ thắng, may mắn giữ mạng sống. Việc này Lý Mổ không đi long cung đòi một lời giải thích, đã là nhớ tới sự tình trần đường quan tiếp giáp Đông Hải. Người dân còn phải đi đánh cá, từ đâu ra đạo lý như vậy? Thái ức chân nhân khổ sở nói dù sao cũng là một vị thái tử chết, cho nên trọng lượng này tương đối nặng. Lý tỉnh định tiếng nói. Nếu như thế, thái tử long tộc này vô duyên vô cớ giết người phóng hỏa, cũng không tính sai lầm. Ừm. Thái ất chân nhân thản nhiên nói. Đó là tam thái tử, tam thái tử là địa vị gì? Thân phận gì? Giết vài người thì có làm sao? Cái gì thiên quy thiên phạt, thật sự cho rằng có thể quản được long cung. Thiên đình đó cũng là bởi vì long tộc gia nhập trợ giúp mới có thời cơ đại hưng. Toàn bộ long tộc, đó cũng là vì thiên đạo hoàn thiện mà sinh. Bọn họ từng làm đệm chân của bàn cổ thần, đã từng đánh cho phượng tộc kỳ lân không ngóc đầu lên được, đánh nát cả hồng hoang viễn cổ, cửu ô tuyền cũng đều sụp, đó là chết bao nhiêu sinh linh, cổng bao nhiêu tội nghiệp, hiện tại không phải cũng là đại tộc hồng hoang. Nhân tộc cái gì nhân vật chính thiên địa đó chính là tùy tiện nói một chút, thật sự muốn xem, vẫn là phải xem long tộc, đúng hay không? Chư vị. Hơn mười mấy đầu lão long trong mây này vào giờ phút này làm sao đáp lại. Thái Ức chân nhân này câu câu châm chọc, châm ngòi thổi gió, hận không thể để cho long tộc bọn hắn cùng với nhân tộc chính diện đánh nhau, những lời này thật sự, càng phẩm càng là chói tai. Thái Ức chân nhân. Biểu tình của đầu rồng lớn nhất kia vô cùng lạnh lẽo. Ngươi nói đủ chưa? Làm sao Thái ức chân nhân lại cười nói. Bần đạo có nửa câu nói hoa sao. Long tộc gánh vác không cùng tội nghiệp, thiên đình kéo các ngươi một cái, các ngươi cảm thấy chính mình lại được rồi. Hồng hoang bây giờ, đã sớm không phải viễn cổ, không phải thượng cổ, đừng nói đệ tử của bần đạo, là vì bảo vệ tự thân mới giết tam thái tử Đông Hải Long cung các ngươi, chính là hai người bọn họ bởi vì việc nhỏ lông gà vỏ tỏi đánh nhau, thất thủ đánh chết tam thái tử Long cung các ngươi, các ngươi cũng phải cân nhắc một chút, có phải là do tam thái tử long cung các ngươi quá yếu hay không im ngay một lão long giận dữ bên trong mây đen xông ra một chiếc lông trảo rơi xuống đầu thái ất chân nhân lão long này xem như một người tu vi cao nhất bên trong long tộc vào giờ phút này nén giận ra tay nếu như thái ất chân nhân né tránh hoặc là đón đỡ đều rất dễ dàng gây ra hậu quả thảm khốc đối với trần đường quang thái ất chân nhân đón tất nhiên là có thể đón lấy lại là đón không được quá mức xinh đẹp nhưng không sao. Một đạo thanh quan xẹt qua, phía sau thái ức chân nhân có một đạo thân ảnh cấp tốc ngưng tụ thành, vung vẩy ống tay áo, long trảo kia trong nháy mắt sụp đổ, thân hình đầu lão long trong mây kia trực tiếp bị đánh bay. Một cổ gió mạnh dũng mãnh thổi tới, trực tiếp tách mây đen ra non nữa, lộ ra long thân từng đầu thương long trong đó, những chiếc vảy đủ màu sắc to bằng tấm cửa lấp lánh. Long trảo của lão long vừa mới ra tay kia rung không ngừng, lộ ra ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh phía sau thái ất chân nhân kia. Ngọc đỉnh chân nhân cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói một câu. Gia sư, nguyên thủy thiên tôn. Phía trên trần đường quang tĩnh lặng một hồi. Lý tĩnh. Chuyện hôm nay, ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Đầu rồng ở giữa gầm nhẹ một tiếng, mười mấy đầu thương long này quay người bay xa, mảnh mây đen kia cấp tốc thối lui. Thái ất chân nhân có chút tiếc núi lắc đầu. Tiếc thay, vốn đã chuẩn bị một viên bảo châu, chuẩn bị trình diễn một đoạn dùng bảo châu đền tội, nói cho bọn hắn một tiếng, đừng có không biết điều. Đáng tiếc, đi quá nhanh, chạy quá cấp tốc. Cũng rất biết cất nhắc. Hô! Lý tỉnh chậm rãi thở hắt ra, đứng ở kia trầm mặt một hồi, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Ngọc đỉnh chân nhân đưa tay chỉ vào lý tỉnh. Đạo tâm lý tỉnh dừng lại run rẩy, đáy lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng, lúc này mới ném ánh mắt cảm kích đối với ngọc đỉnh chân nhân lý tĩnh tu vi của ngươi vẫn là phải xem xét lại thái ất chân nhân bình tĩnh nói cũng không thể về sau để đồ đệ bảo bối của ta che chở kẻ làm phụ thân ngươi lý tĩnh ôm kiếm cúi đầu đáp ứng một tiếng ngọc đỉnh chân nhân cười nói cũng có thể nói lại câu vừa rồi lý tĩnh chuyện này vẫn có phần đáng xấu hổ lập tức vị tổng binh đại nhân này cùng với hai vị chân nhân xiển giáo trở về trong sảnh đạo nhân giấy lý trường thọ hiện thân một lần nữa hoàng long chân nhân vừa rồi vẫn luôn trốn tránh không tiện trực tiếp hiện thân giờ phút này cũng là mặt cũ mày trao, than thở đủ loại y là xuất thân long tộc lại là đệ tử thánh nhân xiển giáo lúc này thật sự kẹp ở trong đó tình thế khó xử không tiện cho thấy lập trường tự thân hoàng long thở dài việc này đã là cứng ngắc như thế cũng không biết kế tiếp nên kết thúc như thế nào lý trường thọ ôn hòa nói hoàng long sư huynh không cần tham dự nhiều vào việc này toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát là được chỉ cần tại thời khắc mấu chốt làm điều hòa phòng ngừa long tộc đi đến cực đoan thái ất chân nhân ôm cánh tay cười nói vừa rồi bần đạo nói như thế nào có chút lợi hại lý trường thọ giơ ngón tay cái lại nói long tộc lần này đến đây thật ra là vì ép lý tỉnh cúi đầu xác định việc này như vậy phân tích từ động cơ của long tộc bọn họ báo thù cho tam thái tử hay không cũng không trọng yếu quan trọng là na tra xuất thân nhân tộc giết huyết mạch long vương bọn họ không thể gánh nổi sự mất mặt này dương tiễn thu hồi tam tim lưỡng nhận thương hỏi long tộc bây giờ trút giận không thành cục tức này nhất định là khó có thể nuốt xuống vẫn là phải đề phòng bọn họ đánh lén trần đường quang phản bác dương tiễn lại là sư phụ của Dương Tiễn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Việc này không cần lo ngại, Long Tộc rất khó làm ra sự tình đánh lén. Sư phụ, ổn một chút mới thỏa đáng. Dương Tiễn nói, không bằng ta đi Mai Sơn mang một chút tiên binh tới, cũng coi như cấp cho Long Tộc một ít uy hiếp. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu, cười nói, không cần dày vò như thế, việc này cứ để ta an bài là được, vào trước khi việc này kết thúc, liền làm phiền ba vị chân nhân âm thầm tọa trấn trần đường quang đề phòng có long tộc khác không nghe mệnh lệnh của long vương ra ngoài làm tính kế gì đó được có thể ba vị chân nhân từng người gật đầu lý trường thọ cáo từ đạo nhân giấy trốn vào bên trong lòng đất cùng lúc đó đạo nhân giấy của lý trường thọ tại thiên đình đã bắt đầu hoạt động trực tiếp tiến vào trong thông minh điện tìm hai vị quan văn thiên đình quan trọng đông một công cùng với vương linh quang như thế như thế, như vậy như vậy, Lý Trường Thọ cẩn thận căng dặn, một công cùng với Vương Linh Quang không ngừng gật đầu, đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cùng với nên làm như thế nào. Cải cọ, thiên đình rất chuyên nghiệp. Ngao Bính bị giết, mười mấy đầu lão long long tộc tiến đến Trần Đường Quang muốn đòi công đạo bị tiên xiển giáo nhục nhã. Chuyện này như giống như Đại Linh bạo vậy, phun trào ra tại Tứ Hải Long Cung, từng đầu từng đầu long tộc chờ lệnh, muốn đi đến trần đường quang hung hăng giáo huấn na tra kia bốn vị long vương giữ im lặng các vị trưởng lão thực quyền cũng chỉ là thở dài không nói nửa tháng sau sự chú ý trong nội bộ long tộc đối với chuyện này cũng không thối lui tương phản còn càng ngày càng nghiêm trọng trực tiếp náo loạn lên ngao bính khi còn sống không có tiếng tâm gì không có chút cảm giác tồn tại nào tại long tộc thậm chí bị người lén nói là phế vật long vương huyết mạch so với những long tử khác yếu hơn rất nhiều nhưng hiện giờ ngao bính phản phất như trở thành chứng minh long tộc chịu áp bách là nơi bọn họ hắn phát tiết một bụng oán khí cổ cảm xúc này không ngừng dân trào đã làm cho tứ hải long vương đã không còn cách nào ngồi yên bọn họ nhất định phải làm gì đó thế là tứ hải long vương tề tụ đông hải long cung cũng triệu tập các vị trưởng lão nghị sự thảo luận nên xử trí sự tình na tra như thế nào khổ chủ việc này vẫn là long vương đông hải ngao quản hiện giờ mà quyết sách đại quyền long tộc cũng ở trong tay ngao quảng ngao quảng nói một câu đừng có vội vàng sao động toàn bộ đại điện long tộc đều yên tĩnh trở lại có trưởng lão nói việc này cũng không phải là chúng ta vội vàng sao động mấy vị huynh trưởng thật sự là xiển giáo kia khinh người quá đáng khiến trong tộc không ép được lửa giận long tộc chúng ta đã là xưa đâu bằng nay khí vận lại hưng đang ở phía trước trung hưng nếu như lần này bị xiển giáo nhằm vào như thế sĩ khí trên dưới long tộc chúng ta e là sẽ sụt giảm đáng kể bệ hạ lão thần lại cảm thấy việc này chúng ta xác thực không chiếm lý nếu tiếp tục giằng co nữa vô luận như thế nào đều là chúng ta bị hao tổn chẳng bằng dàn xếp ổn thỏa dàn xếp ổn thỏa đây chính là tam thái tử của đông hải long cung chúng ta cứ như vậy bị đệ tử của thái ất chân nhân đánh chết ai Long Vương Đông Hải chậm rãi thở dài, cười khổ nói. Con ta cũng không nên chết thảm như vậy, lý gia kia nhất định phải bỏ ra một ít đại giới. Long Vương Nam Hải trầm giọng nói. Lý gia không đơn giản, bản thân Lý Tĩnh liền không nói thêm, chúng ta đều biết, đây là nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, xuất thân nhân giáo, đệ tử ký danh của Độ Ách Chân Nhân. Trưởng tử của Lý Tĩnh là Kim Tra, thứ tử là Một Tra, đều đã bái sư thập nhị Kim Tiên, tập hợp lực lượng hai giáo xiển giáo, nhân giáo, chúng ta quả thực cần phải thận trọng. Có trưởng lão tư lịch sâu hừ lạnh nửa tiếng. Chúng ta chưa hẳn đã sợ xiển giáo. Nhân giáo thì sao? Long vương Tây Hải lầm bầm một tiếng. Thái Bạch tinh quân có ân với chúng ta, việc này để ta khuyên nhủ một tiếng. Thái Bạch tinh quân tính toán không bỏ sót, dám tranh phong cùng với thánh nhân, chúng ta nếu xử lý không tốt ở trên chuyện này, rất dễ dẫn phát một loạt hệ lụy kế tiếp. Không bằng có trưởng lão nhỏ giọng nói để ngao ớt điện hạ đi tìm thái bạch tinh quân năng nỉ một chút bây giờ trong tộc tiếng oán than dậy đất vốn là muốn đòi một lời giải thích mà thôi ừm ở bên trên bảo tọa long vương long vương đông hải mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo trưởng lão kia không nhịn được run rẩy việc này ai cũng không thể liên lụy ngao ất chúng lão long cúi đầu lĩnh mệnh long vương đông hải chậm rãi thở dài đứng dậy nói chuẩn bị tặng lễ vật cho tinh quân ta đi thiên đình cáo trạng con trai lý tĩnh hành hung chúng long từng người suy tư đây cũng là một loại biện pháp giải quyết nhưng mà nửa ngày trước tại lý phủ trần đường Quang lý tĩnh có chút kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đứng bên trong xó xỉnh, thấp giọng nói đi thiên đình nghĩa phụ ta đi thiên đình làm gì cứ tới là được lý trường thọ cười nói nếu ta đoán không sai Long Vương Đông Hải đã là ở trên đường tới thiên đình, Na Tra ta sẽ nhìn chầm chầm, ngươi nhanh chóng tiến đến trung thiên môn, ta đã sắp xếp người đi tiếp ứng. Vâng. Lý Tĩnh Định Thanh đáp ứng, không dám chậm trễ nhiều, liếc nhìn thân ảnh tiểu Na Tra và phu nhân chơi đùa, trực tiếp thôi động ngự không linh bảo, hỏa tốc chạy tới phương hướng trung thiên môn. Long Vương Đông Hải muốn đi thiên đình cáo trạng, mượn lực lượng thiên đình triệt tiêu áp lực xiển giáo, tất nhiên là tạm thời làm yên lòng Long tộc hiện giờ khí thế của thiên đình đã vượt qua đại giáo thánh nhân xác thực cũng coi như thượng sách long tộc có thể chọn tuy có một bộ phận long tộc vẫn cứ cảm thấy long tộc bọn họ cũng không nên thần phục thiên đình nhiều lắm là liền làm chức vị khách thanh như thời thượng của yêu đình nhưng nếu như có thể sử dụng một chút uy thế thiên đình cũng không phải là không thể lão long vương triệu tập nghi trượng mang theo hai vị trưởng lão ba vị quy thừa tướng lại có thị vệ mở đường thị nữ đi theo đi thẳng về hướng Đông Thiên Môn. Đợi Long Vương đến phụ cận Đông Thiên Môn, Lý Tĩnh đã khởi hành sớm nửa ngày, vào giờ phút này vẫn còn đang vội vã đi đường. Đằng Vân Giá Vũ qua biển khói, Bích Hải Lam Thiên tìm Trung Môn. Lão Long Vương tới Đông Thiên Môn, ra lệnh xa giá dừng lại, xuất trưởng lão, quy thừa tướng cùng nhau đi đến Thiên Môn. Mấy vị thiên tướng thủ vệ tiến về phía trước ôn quyền hành lễ, một vị thủ tướng cười nói. Long Vương gia vì sao xuất phát thần thái vội vàng, thế nhưng là có đại sự gì? À, chúng ta cũng không có ý ngăn cản Long Vương, chỉ cần Long Vương nói mục đích chuyến đi này. Sát quy bổng. PS Sát quy bổng, ý là để triệt tiêu tính kiêu ngạo, trong xã hội phong kiến, một khi tù nhân bị đưa đi lính đến trấn biên giới, để tiêu diệt tính kiêu ngạo của mình, người đó thường sẽ bị đánh bằng 10 hoặc 20 cây gậy. Long Vương Đông Hải nhíu mày, phía sau tự có trưởng lão Long tộc mở miệng, có đệ tử đại giáo giết tam thái tử đông hải long cung điện hạ của chúng ta ngày hôm nay ngô vương đến đây thỉnh thiên đình giúp long cung đòi công đạo mấy vị thiên tướng kia liếc nhau từng người lộ ra mấy phần biểu tình kinh ngạc một người tràn đầy tức giận rung rung hai tay hô lớn ai nha nha người nào lớn mật như thế long cung thái tử mà nói giết liền giết lại có thiên tướng nói cũng thật trùng hợp ngao ức nguyên soái không ở thiên đình đi ba ngàn thế giới lãnh binh chinh chiến bằng không để ngao ức nguyên soái biết được việc này không biết sẽ thương tâm bực nào long vương đông hải chậm rãi nói mấy vị tướng quân ta có thể vào thiên đình hay chưa mời ngài mời ngài nhóm thiên tướng từng người nghiêng người làm dấu mời long vương đông hải gật gật đầu cưỡi mây về phía trước nhưng tiếp đó nhóm thiên tướng nhìn về phía hai vị trưởng lão cùng với ba vị quy thừa tướng bên trên thiên môn Trảm yêu kiếm bên trong ba thanh kiếm thần bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Một vị thiên tướng lập tức tiến về phía trước, lại nói: "Long Vương gia, ngài là chính thần Thiên Đình, cũng là tộc trưởng Long tộc, có thể trực tiếp ra vào Thiên Đình, nhưng hai vị trưởng lão cùng với ba vị quan văn Long cung không thuộc danh sách Thiên Đình." Trong khi nói, vị thiên tướng này chỉ chỉ ba thanh kiếm thần phía trên thiên môn, đám người Long cung từng người đều nhíu mày. Lại có thiên tướng nói: "Nếu không thì thế này, Long vương gia ngài đi vào trước, chúng ta đi thông minh điện bẩm báo, chỉ cần cầm tới lệnh thông hành, liền để mấy vị đi vào. Được. Long vương thản nhiên nói một câu, phối hợp cưỡi mây về phía trước. Mấy vị thiên tướng nhẹ nhàng thở ra, bận biểu đi thông minh điện bẩm báo việc này. Hai vị trưởng lão Long tộc, ba vị quy thừa tướng kia cũng chỉ là nhíu mày, có chút bận tâm nhìn bóng lưng Long Vương Đông Hải. Biểu tình kia, phản phất như Long Vương Đông Hải là một hải nữ yếu đuối vậy. Long Vương Đông Hải bay về phía trước không lâu, bên cạnh liền có thiên tướng tiến đến dẫn đường. Long Vương và vị thiên tướng này liếc nhau, lông mày nhíu chặt của người trước lập tức buông lỏng một chút, người sau làm thủ thế đơn giản đối với Long Vương. Người đến tất nhiên là Lý Trường Thọ, Long Vương liếc mắt liền khám phá ngụy trang của hắn. Long Vương Đông Hải lần này tới Thiên Đình cáo trạng, kỳ thật tốt nhất là có trưởng lão Long tộc cùng với quy thừa tướng đi theo, để bọn họ phụ trách truyền hết thảy những gì chứng kiến tại Thiên Đình trở về. Thiên Đình theo lý cũng không nên ngăn cản, Long Vương Đông Hải đối với chuyện này cũng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng lúc này Lý Trường Thọ chủ động tới tìm, Long Vương Đông Hải lập tức sáng tỏ, vì sao muốn tạm thời cản tùy tùng của lão ở bên ngoài. Không có gì khác, giao phó kịch bản mà thôi. Lý Trường Thọ nói. Long Vương nén bi thương. Ai. Long Vương khẽ thở dài nói. Còn Thỉnh Tinh Quân hòa giải, chớ để cho con của ta chịu chết uổng phí lão Long Vương này, nói chuyện thật sự là giọt nước không lọt. Ý tứ của những lời này, người ngoài nghe qua, cũng chỉ cho là Long Vương thỉnh Lý Trường Thọ làm chủ, trị tội cha con Lý tỉnh Na Tra. Nhưng rơi vào trong tay của người mưu tính đứng ở tầng cao nhất bọn họ, cũng xem như thỉnh Lý Trường Thọ diễn tiếp vở kịch này, đạt tới mục đích cải tổ nội bộ Long tộc. Phong thần bản đã có động tĩnh, tam công tử của Long Vương cũng không có hồn phi phách tán, mọi việc còn lại, trường canh nhất định sẽ cố gắng hết sức. Lão Long Vương nói Ở giữa nhân tộc cùng với Long tộc Không cần đại chiến Có thể cùng chung sống Lý Trường Thọ nói Sinh linh tư dục Cũng có thể do sinh linh trấn áp Một rồng một người này liếc nhau Từng người lộ ra mấy phần cười khẽ Lý Trường Thọ cúi đầu làm dấu tay xin mời Thu liễm hết thảy đạo vận khí tức tự thân Bắt chước thần thái động tác ngày thường Của vị thiên tướng này Dẫn Long Vương đi thẳng đến thông minh điện Cùng lúc đó Trong lăng tiêu bảo điện Ngọc Đế mỉm cười ngồi ở bên trên bảo tọa, áo trắng không dính hạt bụi trần, trong đại điện ngược lại là không có thần tử khác, lúc này trọng thần thiên đình tề tụ thông minh điện, thuyên động nguyên soái tất nhiên là cũng không có vắng mặt, ở trong góc chờ đợi vở kịch trình diễn. Ngọc Đế tất nhiên là biết được, đối với thiên đình mà nói, áp chế nhuệ khí long tộc một chút, làm long tộc đừng bành trướng quá nhanh, tự nhiên là một chuyện tốt. Đợt này, là thiên đình, xiển giáo, nhân tộc liên thủ áp chế, thiên đình ngày hôm nay chỉ cần ba phải lửa giận của long tộc tự nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng tiếp theo chính là chờ long tộc phạm sai lầm thiên đình trừng trị vẫn là trường canh lợi hại dăm ba câu liền phân tích việc này đơn giản như vậy cũng là long tộc không may nhất định phải thò một chân vào trong đại kiếp ngọc đế tán thưởng một tiếng lập tức lại nghĩ tới sự tình lý trường thọ trong vòng mấy chục năm nữa liền sẽ rời đi thiên đình không khỏi lại có chút u buồn y vẫn chưa nghĩ ra lý do tuyệt diệu để giữ trường canh lại. Tại Trung Thiên Môn, một đạo lưu quan xẹt qua, Lý Tĩnh hô hấp có chút gấp rút hiện ra thân hình, rút kiếm tiến về phía trước, ông quyền hành lễ đối với thủ vệ thiên tướng, định tiếng nói. Nam Thiện Bộ Châu Thương Quốc Trần Đường Quang Tổng Binh Lý Tĩnh, muốn cầu kiến. Lý Tổng Binh không cần nhiều lời. Thủ vệ thiên tướng một bước vọt về phía trước, chắp tay một cái đối với Lý Tĩnh, quay người làm dấu mời. Sa Giá đã chuẩn bị tốt, không kịp giải thích thêm, mời lên xe trước. Bên trong thiên môn, hai nhóm thiên mã lôi kéo một chiếc xe từ nơi xa bay tới, thiên mã hí dài, sa giá oanh minh, phi tốc quả thực không chậm. Đa tạ. Lý Tĩnh chắp tay nói tạ, lập tức phóng tới Sa Giá, ba thanh thần kiếm bên trên thiên môn không phản ứng chút nào. Đợi Lý Tĩnh vào thiên đình, được thiên mã kéo đi thông minh điện, thủ vệ thiên tướng lập tức bóc nát ngọc phù trong tay áo. Ở nơi Đông Thiên Môn, một vị thiên tướng cưỡi mây từ phương hướng Thông Minh Điện vội vàng đi đến, trong tay cầm một tấm lệnh bài, ở xa xa liền hô to một tiếng. Thông Minh Điện có lệnh, cho phép hai vị trưởng lão cùng ba vị văn lại Long tộc vào Thiên Đình. Trảm Yêu thần kiếm kia trong nháy mắt an tĩnh, đám người Long tộc cũng là nhẹ nhàng thở ra, ở dưới sự hộ tống của thiên binh thiên tướng tiến vào Thiên Môn, vội vàng chạy tới Thông Minh Điện. Sau khi đợi bọn hắn đi, mấy vị thiên tướng thủ vệ liếc nhau từng người cười khẽ. Có thiên tướng đi tới từ trong xó xỉnh, thu hồi một cái dây nhỏ đính vào bên trên trảm yêu thần kiếm. Kỳ thật ba vị quy thừa tướng kia cũng miễn cưỡng coi như phụ thần bên trong thể chế thiên đình, phẩm cấp so với tuần biển dạ xoa kia còn muốn cao một chút. Một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người đều đã từng đảm nhiệm cương vị đứng trước Thái Bạch Cung, không có chính tai nghe qua Thái Bạch Tinh Quân giảng đạo, còn chưa có xem anh tư Thái Bạch Tinh Quân cưỡi mây sao. Thái Bạch, lão mực nước. Lại nói lão Long Vương kia đến phía trước thông minh điện, võ tướng dẫn lão tới thuận thế đi đến bên cạnh điện chờ. Trong điện có mười mấy vị lão thần thiên đình đi ra, một vị trước hết nhất tất nhiên là Đông Một Công. Đông Một Công cười to vài tiếng, chấp tay hành lễ với Long Vương, Long Vương tất nhiên là chấp tay hoàng lễ, lại là lộ ra mấy phần cười khổ. Một Công hỏi, sắc mặt Long Vương kém như thế, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ai? long vương thở dài một tiếng đúng là lã chả rơi lệ đáng thương con ta tuổi không quá trăm lại gặp phải độc thủ sớm chết yểu còn thỉnh thiên đình làm chủ cho long cung chúng ta trong khi nói long vương không người cúi đầu về phía trước một công liền vội vàng tiến lên nâng long vương đa lễ long vương đa lễ chuyện này cụ thể ra sao nhanh chúng ta đi vào trong điện nói rõ vừa vặn các vị đại thần đều đang nghị sự tại đây để mọi người cùng nhau làm chứng Lão Long Vương gật gật đầu, phía trên đầu rồng lộ ra mấy phần nụ cười khổ sở, cùng với một công vào trong Thông Minh Điện. Thông Minh Điện là trung tâm Thiên Đình xử lý các loại sự vụ, từ đây có thể đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện, liên các lộ tiên thần nha Ti Thông Thiên Đình, có mấy vị chính thần tứ giai làm việc không kể ngày đêm, đúng giờ thay ca thường xuyên. Nhưng ngày hôm nay, Thông Minh Điện có chút đông đúc, không chỉ là văn lại ngồi ở các góc Thông Minh Điện còn có hai phần ba văn thần võ tướng thiên đình ngồi xuống tại các nơi rất nhanh long vương đông hải ngồi ở trong một chiếc ghế bành ghế bành này thoáng có chút nhỏ hẹp thân hình khôi ngô của long vương miễn cưỡng ngồi vào khiến thân hình trông khá là gò bó một công ngồi ở chủ vị trong điện trước mặt là một chiếc bàn dài sau lưng là mười mấy vị lão thần giờ phút này cùng nhau lộ ra nụ cười hiền lành ấm áp mỹ lệ tốt đẹp long vương trước tiên xin nén bi thương một công ôn hòa nói đối với tao ngộ của lệnh tử thiên đình biểu thị tiếc nuối sâu sắc đối với sự mất mát của long cung chúng ta cũng chân thành chia buồn long vương tới thiên đình cáo trạng không biết cụ thể cáo trạng người nào long vương đông hải thở dài cáo trạng trần đường quan tổng binh nhân tộc lý tỉnh kia bao che con cái để con cái hành hung cáo con trai của lý tỉnh na tra hoành hành trần đường đánh giết con ta hít hạt lý tỉnh nào một công hít sâu một hơi vội nói người này là đệ tử nhân giáo sao? Tất nhiên là đệ tử ký danh của cung luân sơn độ ách chân nhân kia. Long Vương nghiêm mặt nói, người này không tu thanh lưu, không biết thanh chính, tham luyến thế tục phồn hoa, lấy vợ sinh con, lưu luyến quyền thế thế tục. Một công nói, Long Vương nói chậm, Long Vương nói chậm. Tả Hữu, tra một chút lai lịch lý tĩnh, xem có điểm đặc biệt hay không. Vâng. Bên trong xó xỉnh truyền đến một tiếng trả lời sau đó chính là thanh âm lật sách trang ào ào long vương đông hải nhắm mắt chờ trong quá trình này hai vị trưởng lão long tộc ba vị quy thừa tướng kia đã chạy tới thông minh điện đi đến phía sau long vương đứng ở chính giữa đại điện giống như đang bị xét xử vậy một chiếc xa giá lao vùng vụt qua ở chân trời lý tĩnh ở dưới sự che lấp của một vị thiên tướng tiềm ẩn thân hình trốn vào trong biển mây đi về hướng thông minh điện tìm được rồi bên trong xó xỉnh đại điện vương linh quang đứng dậy bưng một khối ngọc phù vội vàng đến trước mặt một công đưa ngọc phù cho một công nhỏ giọng nói một công lai lịch của lý tỉnh đều ở trong này nói ra một công lạnh nhạt nói vương linh quang thấp giọng nói một công ngài vẫn là xem trước một chút nói ra một công trừng mắt nhìn vương linh quang mắng ngươi thế nhưng là có chỗ kiên kỵ gì đây là thiên đình là thông minh điện sau lưng chúng ta chính là ngọc đế bệ hạ sợ hãi rụt rè thật sự là làm cho long vương chê cười ngươi liền lớn tiếng đọc lên chuyện này đọc vương linh quan lộ vẻ mặt bất đắc dĩ cúi đầu cười khổ một hồi nâng ngọc phù tất cao giọng nói lý tĩnh sinh ra ở trần đường trấn còn nhỏ mắt thấy yêu ma hoành hành nơi đông bắc nam thiện bộ châu lòng có ý chí thủ hộ quê quán trèo non lội suối đi tới đông thắng thần châu tìm tiên duyên của bản thân dưới cơ duyên xảo hợp được đưa tới phía trước độ tiên môn bái nhập độ tiên môn tu tiên có chút thành tựu được chính thần thiên đình thái bạch kim tinh xuất thân độ tiên môn thưởng thức ban thưởng rất nhiều phúc duyên sau đó trở về trần đường trấn trảm yêu trừ ma có công đức tích lũy được thái bạch kim tinh thu làm nghĩa tử thanh danh lý tỉnh dần dần tăng lên được nhân hoàng thưởng thức phong làm tổng binh trần đường quang trấn thủ nơi đông bắc nam thiệm bộ châu lý tỉnh có ba đứa con bá tử kim tra bái đệ tử thánh nhân ngọc hư cung văn thù đạo nhân làm thầy trọng tử một tra bái đệ tử thánh nhân ngọc hư cung từ hàng đạo nhân làm thầy thúc tử na tra bái đệ tử thánh nhân ngọc hư cung thái ất chân nhân làm thầy nơi này có chú giải na tra là linh châu tử chuyển thế linh châu tử chính là đồ đệ của thái ất chân nhân đi lại tại thiên đình nhiều năm là ái tướng của thái bạch kim tinh được được rồi ngươi là người duy nhất có giọng nói lớn sao một công nhíu mày cắt ngang lời đọc to rõ và tình cảm của vương linh quang đoạt lấy ngọc phù kia cầm trong tay cẩn thận quan sát sắc mặt dần dần có chút biến hóa long vương thấy thế biểu tình dần dần lãnh đạm hai vị trưởng lão long tộc kia thấy thế trong mắt tràn đầy bi phẫn trong thông minh điện các vị chính thần đều có chút trầm mặt có võ tướng đầu tiên là trầm ngâm vài tiếng chậm rãi nói Lý Tỉnh này có thể được Tinh Quân đại nhân thưởng thức, hẳn cũng không phải ác nhân gì, tám thành vấn đề xuất hiện ở xiển giáo. Nói cẩn thận. xiển giáo thu đồ xưa nay giảng cứu xuất thân, coi trọng phúc duyên tự thân, Linh Châu tử này ta cũng đã gặp qua, tính tình ôn hòa, rất có cấp bậc lễ nghĩa, tính tình cũng không giống như là sẽ tùy ý đánh giết người khác. Đúng vậy đúng vậy, sự tình Linh Châu tử chuyển thế ta cũng nghe nói, không thể lại vô duyên vô cớ đánh giết Long tử. Đúng a. À, tiểu nam tiên thanh tú như vậy, còn là hảo huynh đệ của thị nữ Thái Âm Tinh Quân. Bên trong xó xỉnh truyền đến một tiếng hô to. "Chuyển thế thân của tam đệ ta tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình vô lý đánh giết thân đệ đệ của nhị đệ ta." Đây tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Đạo đạo ánh mắt nhìn về phía góc, biện trang vừa mới hô to trong nháy mắt co rụt cổ, nhỏ giọng nói. "Mạc tướng phỏng đoán là như vậy." Long Vương nhắm mắt không nói, cũng đã rõ ràng cục diện hôm nay một công hắn giọng, thấp giọng nói. Long vương ngươi xem, việc này có phải hay không cần tra kỹ càng, gọi cha con Lý tỉnh tới thiên đình hỏi cho rõ, lại kết tội sao? Long vương Đông Hải còn chưa nói chuyện, một vị trưởng lão Long tộc tháng tiếng nói. Thiên đình hẳn là cũng muốn làm việc thiên tư bao che, không để ý hai chữ công lý. Tam thái tử chúng ta thế nhưng là sống sờ sờ bị na tra kia đánh chết. Theo lý thuyết, đúng là người chết quan trọng nhất một công thở dài. Nhưng việc này quan hệ đến nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, nếu không, chúng ta đi vào trong lăng tiêu bảo điện, mời Ngọc Đế bệ hạ định đoạt. Không cần. Long Vương Đông Hải đứng dậy, đôi mắt rồng kia mang theo vài phần vắng vẻ. Thiên đình chỉ cần nói, phải chăng có thể làm chủ cho Long Cung chúng ta? Chuyện này. Đúng lúc này, bên ngoài thông minh điện truyền tới một tiếng la lên. Trần đường quan tổng binh Lý Tĩnh, được thông minh điện cho gọi đến đây giải thích sự tình xung đột cùng với long tộc long vương cùng với hai vị trưởng lão long tộc lộ vẻ mặt giận dữ một vị trưởng lão càng là quay đầu trừng mắt nhìn đám chính thần một công tựa như muốn động thủ vậy hai vị trưởng lão cùng với ba vị quy thừa tướng này đều không phải người ngu dại làm sao vẫn còn chưa rõ bọn họ ở chỗ này nói một hồi lâu thông minh điện đã sớm đi thông báo cho lý tỉnh gọi lý tỉnh đi lên đối chất cùng với bọn hắn Việc này Long Cung là có chút đối lý, nhưng Thiên Đình từ lúc vừa mới bắt đầu, liền lựa chọn giúp nghĩa tử của Thái Bạch Kim Tinh, mà không phải là giúp Đông Hải Long Cung bọn họ. Một vị trưởng lão vừa muốn mở miệng chất vấn, Long Vương đưa tay ra hiệu không thể nhiều lời, sắc mặt của đám người Long Cung xanh xám, nhìn chầm chầm chỗ cửa lớn thông minh điện. Lý tỉnh cầm bội kiếm trong tay bước nhanh mà đến, nhìn thấy Long Vương liền vái chào một cái, đi nhanh nhảy qua ngạch cửa đại điện, vái chào một cái thật sâu đối với chúng chính thần trong điện lý tỉnh bái kiến các vị thần tiên bái kiến long vương gia một công mỉm cười gật đầu ôn hòa nói hiện chất không cần đa lễ hiện chất không cần đa lễ có ai không dời ghế đến chúng ta ngồi xuống nói chuyện vương linh quang lập tức tiến đến bên cạnh dời một chiếc ghế bành giống nhau như đúc với chiếc ghế bành long vương ngồi đặt ở bên cạnh chỗ ngồi long vương sau đó một công nhìn về phía long vương đông hải cười nói long vương sao không ngồi xuống hảo hảo tâm sự nói ra hết lời trong lòng thiên đình nguyện làm điều giải giữa hai nhà các ngươi như thế nào long vương đông hải tự hồ có chút do dự nhìn lý tĩnh lại nhìn tiên thần trả điện hai vị trưởng lão long tộc kia thật sự là có chút tức giận khó bình mà ba vị quy thừa tướng từ đầu đến cuối cũng không dám nói lung tung cái gì mà thôi long vương đông hải khẽ than thở một tiếng tay áo dài phiêu động chỗ ngồi bên người lý tỉnh trực tiếp nổ nát vụn long vương hơi quay đầu nhìn về phía lý tỉnh lý tỉnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhưng ánh mắt vô cùng kiên định đối mặt cùng với long vương chỉ chốc lát long vương lạnh nhạt nói chúng ta đi mang theo trưởng lão long tộc cùng với quy thừa tướng nghênh ngang rời đi một công vội vàng đứng dậy nói một tiếng vương linh quang đi đưa tiễn long vương một chuyến vâng Vương Linh Quang lĩnh mệnh mà đi, bước nhanh đuổi theo bóng lưng Long Vương. Trong thông minh điện, Lý Tĩnh hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm thụ được đạo đạo ánh mắt thiện ý xung quanh, đứng dậy vái chào mấy cái đối với các nơi. Lý mổ đa tạ các vị chính thần trong non, việc này là bởi vì con trai Long Vương chủ động bốc lên, muốn thiết sát cục hại tính mạng Na Tra con ta, may mắn Na Tra có được chúng bảo thái ức chân nhân ban thưởng hộ thân, lúc này mới có thể giữ mạng, nếu Lý Tĩnh có nửa câu nói hoa, Nguyện chịu nổi khổ thiên phạt, lập tức hồn phi phách tán. Một công cười nói: "Lý tổng binh không cần nhiều lời, mau trở lại Trần Đường Quan đi." "Không sai." Một vị lão thần tiên lo lắng nói: "Long tộc rõ ràng là có cảm xúc, không thể khinh thường thực lực long tộc, bọn họ thế nhưng là đại tộc viễn cổ. Thiên đình chúng ta cũng nên làm chút chuyện, không thể tùy ý để Lý tổng binh bị long tộc ức hiếp." Đệ tử nhân tộc mà tinh quân đại nhân nhìn chúng đương nhiên sẽ không kém. Long tộc đối lý còn muốn cáo trạng, thật sự, chật, khó mà nói, khó mà nói. Lý tỉnh cúi đầu thở dài, trong tươi cười mang theo đắng chát, vái chào một cái đối với chúng tiên thần, quay người vội vàng mà đi, được thiên mã xa giá đưa từ trung thiên môn về trần đường quan. Trong thông minh điện, các lộ tiên thần còn chưa tan đi, quyền thần thiên đình bình thường mày trắng tóc trắng lý trường canh cưỡi mây mà đến, trò chuyện con đường phát triển kế tiếp của thiên đình cùng với chúng tiên thần như thể sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra. Binh Rầm rầm Tại Đông Hải Long Cung, trong đại điện, Long Vương Đông Hải đã buồn tẻ vô số năm tháng ngày hôm nay rốt cuộc toát ra một mặt phẫn nộ, đánh bay hải nữ tới đưa rượu ngon, đạp lăng bảo tọa do trân châu mã não đính thành. Long Vương Đông Hải sắc mặt âm trầm ngồi ở bên trên bảo tọa, ba vị Long Vương Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải ngồi bên cạnh từng người im lặng, mấy trăm trưởng lão Long tộc, nhóm Long tử đứng trong điện, thở mạnh cũng không dám. Có long cả gan hỏi. Chuyến đi thiên đình, có chút không thuận sao? Đâu chỉ không thuận. Trưởng lão long tộc theo long vương đi thiên đình đứng dậy, ngươi một lời, ta một câu, thêm mắm dặm muối, liền kể lại những gì bọn hắn gặp phải. Chúng thần thiên đình trở mặt, thái bạch kim tinh dâm uy. Lý tỉnh đột nhiên đến, chúng thần thiên vị rõ ràng. Một cao thủ long tộc cả giận nói. Thiên đình cũng chỉ như thế, như thế thái bạch tinh quân quả nhiên là một tay che trời nhưng hắn cũng đừng có quên nếu không phải có long tộc chúng ta duy trì hắn trước đây cũng sẽ không thuận lợi được ngọc đế thưởng thức như vậy lời này có chút hơi quá sau lưng thái bạch tinh quân là thái thanh thánh nhân nếu như không có thái bạch tinh quân tương trợ chúng ta đã sớm biến thành đồ chơi trong tay tây phương giáo lúc này cũng đã chết sạch thái bạch tinh quân đối với long tộc chúng ta có đại ân chỉ chẳng qua sự tình lần này dính tới nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, cho nên tiên thần thiên đình không dám mở miệng mà thôi, đừng có bất kính đối với Tinh Quân. Từ khi nào Long tộc chúng ta lại phải dựa vào người khác để sống? Tức chết ta rồi. Tam Thái tử không thể chịu chết uổng phí, nhất định phải để cho cha con Lý Tĩnh kia chết theo Tam Thái tử. Đúng. Để cho cha con bọn hắn chết theo. Nếu Long tộc chúng ta khuất phục lần này, sau này Long tộc sẽ không còn tôn nghiêm nữa, nhất định sẽ trở thành trò cười của vạn tộc. Vạn tộc cái gì ở đâu ra, bây giờ chỉ có tiên linh nhân yêu quỷ quái, long tộc chúng ta ngay cả danh hào cũng không có, đã là biến thành một bộ lạc nhỏ trong lục đạo, không đáng chú ý bên trong vạn linh tộc. Đi tìm bọn hắn. Tìm bọn hắn đòi một lời giải thích, không được liền huyết tẩy Trần Đường Quan bọn hắn. Đều im ngay. Ở bên trên bảo tọa, Long Vương Tây Hải tính tình có phần nóng nảy giận dữ mắng mỏ chúng long tộc cùng nhau yên tĩnh trở lại long vương tây hải đứng dậy chắp tay một cái đối với long vương đông hải định tiếng nói huynh trưởng việc này phải xử trí như thế nào ngài nhanh chóng đưa ra chủ ý đừng có để mọi người cãi cọ long vương đông hải trầm ngâm không nói long vương nam hải cũng nói thái độ của thiên đình như thế hiện giờ chúng ta tương đương với đối mặt với áp lực thiên đình cùng với diễn giáo liên thủ lại thêm xuất thân nhân tộc của lý tỉnh cũng là điều chúng ta phải cân nhắc. Nói một cách khác, chúng ta có khả năng bị xiển giáo cùng với thiên đình liên thủ chèn ép. Thái Bạch Tinh Quân mặc dù không liên hệ với chúng ta nhiều, nhưng chúng ta cũng phải biết, hắn là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Cử động nhân tộc Phạt Thiên trước đây còn rõ mồn một. Bắc Hải Long Vương lắc đầu. Nếu như việc này kinh động đến hỏa vân động, hoặc là thượng cổ nhân hoàng ra lệnh một tiếng, triệu tập nhân tiên trung thần châu nhất định phải thận trọng đối mặt. Long Vương Nam Hải lắc đầu. Nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy, Long tộc chúng ta cũng mất hết mặt mũi, bị thiên đình cùng với diễn giáo đè ép liền ngã, sau này còn có thể làm chuyện gì? Để chúng trưởng lão quyết định đi. Long Vương Đông Hải thở dài một tiếng. Triệu tập trưởng lão Tứ Hải tới đây, trừ các trưởng lão trấn thủ hải nhãn, toàn bộ đều tới đây, hòa hay chiến, toàn tộc cùng thương nghị. Ba vị Long Vương còn lại từng người gật đầu đáp ứng, chúng long tộc phía dưới giữ yên lặng nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng ba ngày sau trong đại điện đông hải long cung có phần đông đúc từng vị từng vị lão giả đầu rồng từng vị chiến tướng long tộc lẳng lặng mà đứng long vương bên trên bảo tọa là một thủ thế đơn giản một nửa cao thủ long tộc bắt đầu chuyển động trong một nửa cao thủ long tộc này có một phần ba đứng ở bên trái hai phần ba đứng ở phía bên phải theo sát đó chính là một số trưởng lão đứng ở hai bên trái phải bắt đầu thuyết phục chúng long long tộc lúc này chưa làm ra lựa chọn. Trưởng lão long tộc phía bên phải nói về tình thế nguy cấp hiện tại của long tộc. Trong miệng bọn họ, nhân tộc là nhân vật chính thiên địa, long tộc tu sinh dưỡng tức đã nhiều năm, cả hai vốn là bình an vô sự, nhưng lần này Tam thái tử bị Na Tra đánh chết, nếu long tộc giữ yên lặng, tất cả sinh linh thiên hạ đều sẽ cho rằng long tộc dễ bắt nạt. Đây cũng không phải là sự tình chiếm lý hay không chiếm lý, mà là tôn nghiêm của long tộc mệnh mạch của long tộc quan hệ đến long tộc có thể hay không tiếp tục sừng sững tại hồng hoang ngũ bộ châu nếu lần này nén giận về sau dứt khoát dọn đi ba ngàn thế giới ở chỗ này sẽ chỉ bị chủng tộc khác chế nhạo các trưởng lão bên trái phần lớn hiện lên vẻ già nua vào giờ phút này cũng là lộ vẻ mặt vẻ u sầu một vị lão giả đầu rồng tận tình khuyên bảo bây giờ long tộc vừa mới có xu thế trung hưng vì sao nhất định phải đối lập với nhân tộc chúng ta là có mấy phần nội tình cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng thực lực của nhân tộc làm sao có thể xem nhẹ. Thiên đình lúc này đại biểu chính là lập trường của nhân tộc, thiên binh thiên tướng đều là xuất thân nhân tộc. Chúng ta tranh chấp với nhân tộc, cho dù có thể tạm thời đắc thắng, cuối cùng tổn thất lại là mệnh số của chúng ta. Quan hệ gì đến Tôn Nghiêm Long tộc? Mệnh mạch Long tộc. Tam thái tử bị một đứa bé con đánh giết, còn không chiếm lý, chúng ta nhận sai làm sao lại trở thành sự tình từ bỏ Tôn Nghiêm rồi? Long tộc chúng ta khi nào đã tự đại đến trình độ như vậy? Lời dạy bảo của tổ Long, các ngươi đều quên rồi. Nếu các ngươi cứ hồ nháo như vậy, Long tộc tự hủy không còn lâu. Một nửa Long tộc vừa rồi đứng thẳng bất động kia, từng người cũng có lựa chọn, từng người đi về hai bên trái phải. Sau nửa canh giờ, tất cả trưởng lão đều làm ra lựa chọn của mình. Ba phần tư ở phía bên phải, chủ chiến. Một phần tư ở bên trái, chủ hòa. Ở bên trên bảo tọa sang hô, Long Vương Đông Hải ngồi ngay ngắn, khuôn mặt không buồn không vui, thấy phía dưới đã phân ra kết quả, liền chậm rãi gật đầu. Sự tình lần này, đánh một trận với Trần Đường Quang, từng người trở về chỗ cũ, lại định ra đánh như thế nào. Lập tức, chúng trưởng lão Long tộc xáo trộn vị trí một lần nữa, tiến hành lựa chọn một lần nữa. Mà lần này, người chủ trương lấy tính mạng lý tỉnh cùng với Na Tra chiếm bảy thành, người cho nhân tộc một lần giáo huấn khắc sâu, chỉ có một thành hai thành còn lại từ bỏ lựa chọn đợi mọi việc định ra tứ hải long vương cùng nhau đứng dậy một tiếng khởi binh một câu khởi hành trong thủy tinh cung một mảnh ồn ào một lượng lớn cao thủ long cung bay ra đại môn thủy tinh cung trong chốc lát từng đầu thương long xuất hải không ngừng chiếm cứ ở phía trên đông hải thi triển thần thông tạo vân khởi thế bên trong thiên địa xuất hiện một phiến mây đen lớn trên biển lớn xuất hiện thân ảnh liên miên không dứt quân tôm cua tướng, tiên giao binh. Số lượng khó có thể tính toán, trải dài phương viên trăm dặm mặt biển. Đằng đằng sát khí, tức giận trùng thiên, trống trận như sấm, vang vọng mấy vạn dặm thiên địa. Long vương Đông Hải vung bàn tay lớn, phía trên Đông Hải nhấc lên sóng cả. Đi trần đường quang. Mấy trăm đầu thương long đi theo sau bốn vị long vương, kéo theo những đám mây dày gần như vô biên, xuất lĩnh binh tướng đếm không hết, mang theo tường nước cao mấy chục trượng, mãnh liệt đi về hướng bờ biển đông hải nửa ngày sau trần đường quang giờ phút này đã sớm vườn không nhà trống tại một ngọn núi lớn cách thành không xa mười mấy vạn phàm nhân hôm qua liền đã hoàn toàn rút lui đến nơi đây giờ phút này bị tiếng sấm hấp dẫn cùng nhau nhìn về phía đông hải bọn họ chỉ là được cho biết gần đây sẽ có sóng thần đột kích từng người theo đồ nhẹ khẩu phần lương thực đến chỗ cao tránh né Mười mấy vạn phàm nhân rút lui đương nhiên không phải sự tình dễ dàng như vậy, lý trường thọ âm thầm dùng đạo nhân giấy hỗ trợ, lại có đại quân Trần Đường Quang làm hậu cần, duy trì ổn định, lúc này mới có thể kịp thời rút lui. Khi Long Tộc phát động cuộc trưng cầu dân ý giữa các trưởng lão, Trần Đường Quang liền đã bắt đầu làm chuẩn bị tương ứng. Không chỉ là bản thành Trần Đường Quang, thành trấn, thôn xóm ở phụ cận Đông Hải đều đã dọn đến chỗ địa thế tương đối cao tránh né tai họa nhưng ở bên trên tường thành Trần Đường Quang. Ngay ở bên trên tường thành Trần Đường Quang. Lý Tĩnh cùng với mấy trăm vị luyện khí sĩ sống ở Trần Đường Quang lặng lặng đứng, nhìn chăm chú vào mặt biển Đông Hải. Một đường trắng xuất hiện ở điểm giao nhau giữa nước và trời, Lý Tĩnh nheo hai mắt lại, thấp giọng nói: "Các vị tạm lui, đừng tăng thương vong cho người vô tội." Mấy trăm luyện khí sĩ sau lưng kia đã cảm nhận được uy áp vô biên vô tận, từng người giữ im lặng không muốn lùi lại dù chỉ một bước. Long tộc lại như thế nào, yêu tộc lại như thế nào? Người xâm phạm trần đường, đều là địch nhân của bọn họ. Các vị! Lý tỉnh hơi quay đầu, định tiếng nói. Ta có kế sách lui binh, nếu các vị ở chỗ này, ngược lại sẽ không tiện thi triển. Nhanh chóng thối lui, bảo vệ dân chúng, đừng để cho Lý mổ khó xử, chúng ta tuyệt không thể đối chiến chính diện với Long Cung. Chúng luyện khí sĩ từng người gật đầu, lúc này mới lui về phía sau nhanh chóng lui về sơn lâm các nơi tại hậu viện lý phủ tiểu na tra không hề biết chuyện gì đang xảy ra chỉ là nhìn sư phụ tiện nghi đi tới đi lui trước mặt trong khi một nam nhân ba mắt tự xưng sư huynh của chính mình đang lau trường thương quái dị na tra nhỏ giọng thầm thì sư phụ sao rồi không liên quan gì tới ngươi cứ chờ ở đây là được ầm ầm mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động phản phất như vô số binh mã ập về phía trần đường quang tầng mây thật dày liên miên vạn dặm bao phủ trần đường quang từ ban ngày thành buổi tối lũ lụt phun lên lục địa lại ngưng tụ không tan thẳng đến trần đường quang phá hủy vô số thôn xóm và thành trấn trống rỗng trên đường đi đúng lúc này trong mây truyền đến tiếng nói thương lão lại to lớn mạnh mẽ lý tỉnh cùng với na tra đi theo chúng ta đến long cung nhận tội nếu không ngày hôm nay lũ lụt nhấn chìm trần đường trên cổng thành Lý tỉnh tay trái nắm chặt chui kiếm, nhẹ nhàng hít một hơi, tay phải bỗng nhiên rút ra trường kiếm. Thanh phong ba thước nhẹ nhàng chiến minh, thân kiếm có sóng nước nhộn nhạo, phản chiếu khuôn mặt râu ri kiên nghị của Lý tỉnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào mây đen thiên khung. Thủ tướng Trần Đường Quang Lý tỉnh ở đây. Người đụng đến con ta, Lý tỉnh làm cha, cần chiến một trận. Người xâm lấn lãnh thổ Trần Đường Quang, Lý tỉnh làm tổng binh, cần chiến một trận. Nếu có kẻ coi thường công lý, hãm hại bách tính chúng ta cướp đi mạng sống của con ta lý tĩnh ngày hôm nay máu tươi ba thước liều mạng chiến đấu ở phía trên mây đen sắc mặt của tứ hải long vương vô cùng âm trầm phía dưới mặt đất lý trường thọ đứng chắp tay tính toán thời cơ tốt nhất chính mình hiện thân ngày hôm nay nên áp long lý tĩnh ngày hôm nay máu tươi ba thước liều mạng chiến đấu tại hậu viện lý phủ tiếng hô quát của lý tĩnh truyền đến từ đầu tường tiểu na tra tinh thần đại chấn lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế sư phụ có người đang khi dễ cha ta đừng vội thái ất chân nhân vẫn như cũ khí định thần nhàn ngọc đỉnh sư thúc và hoàng long sư bá của ngươi vào giờ phút này liền giấu ở chung quanh cha ngươi che chở chúng ta chờ tin tức liền có thể đi ra ngoài gây sự tin tức tiểu na tra nghiêng đầu tin tức gì thái ất cười nói đương nhiên là một vị cao nhân truyền tin cho chúng ta trong khi nói thái ất chân nhân điểm nhẹ ngón tay trước mặt xuất hiện một mặt vân kính trong đó hiển lộ ra tình hình bên ngoài lý phủ lũ lụt dân trào bên trong thiên địa tràn ngập khởi tầng tầng mây khói nước từ đông hải ập tới định rót vào bên trong trần đường quang rất nhanh liền xông ra lỗ hổng trên tường thành đê đập phòng ốc trong thành không ngừng đổ sập xung quanh lý phủ xuất hiện đạo đạo tiên quang đại trận che lại một phần ba khu vực nội thành ngăn cản không cùng nước biển ở bên ngoài. Dương Tiễn đứng dậy, cao mày nói. Nếu phàm nhân còn ở trong thành, long tộc bọn họ lấy mạng đền mạng sao? Thái ức chân nhân lắc đầu không nói, tiểu na tra lại nắm chặt quyền. Sư phụ, lũ lụt lớn. Đó là quán trà ta thích nhất, còn có cửa hàng bánh bao, còn có sạp trái cây của Thái Đại Mụ. Đây là ai làm? Ngươi không phải đánh chết một đầu tiểu long sao? Thái ớt chân nhân lạnh nhạt nói. Là người nhà đối phương làm, yên tâm, mọi người đã sớm dời đi rồi, Long tộc giàu có như vậy, sau trận chiến, chúng ta chỉ cần để bọn họ bồi thường gấp trăm lần là được. Na Tra không khỏi ngẩn ra, siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình. Tiểu Long kia, hình như tự xưng điện hạ gì đó, điện hạ nghe có vẻ rất lợi hại. Ô! Trong tầng mây truyền đến tiếng kèn trầm thấp không cùng nước biển đập vào bên trên vách tường đại trận ở trong thành, làm cho vách tường không ngừng lấp lóe. Mây mù phía trên trần đường quang tách ra, bốn vị lão giả đầu rồng cưỡi mây chậm rãi rơi xuống, chính là Tứ Hải Long Vương. Lý Tĩnh hơi hiếp hai mắt, tất cao giọng nói. Long tộc dẫn nước nhấn chìm trần đường quang, việc này Lý Mổ nhất định phải đi thiên đình cáo trạng. Lý Tĩnh Lão Long Vương kia chậm rãi dậm chân về phía trước, lãnh đạm nói. Ngươi có dám thừa nhận, là con trai thứ ba của ngươi giết ngao bính con ta long tộc chỉ hỏi kết quả không hỏi nguyên do lý tĩnh hít một hơi thật sâu không sai con ta giết con ngươi ta và ngươi làm phụ thân liền chiến một trận vì sao lại giận cá chém thất bách tính trần đường quan chúng ta tứ hải long vương im lặng mà trong mây bên cạnh duỗi ra từng cái đầu rồng lãnh đạm nói đối với lý tĩnh ai bảo ngươi là tổng binh trần đường quang lý tĩnh ngươi mấy lần nhục mạ long tộc chúng ta, đây chính là cái giá phải trả. Cái giá phải trả? Ha ha, ha 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 ha. Lý tỉnh giận quá thành cười, thân hình dậm chân về phía trước, dưới chân giống như có thang mây, đi tới giữa trời và đất. Dưới chân là lũ lục cuồn cuộn, tướng công tướng cô bắt đầu nổi lên, đỉnh đầu là mây đen không cùng, cùng với từng đầu thương long không ngừng cuồn cuộn bên trong mây đen. Sinh linh nhân tộc này, vẫn luôn ưa thích làm những việc vượt quá khả năng của mình. Nhưng đôi khi, người không thể rút lui hay cúi đầu xuống. Lui chính là hối tiếc không kịp, cúi đầu chính là sống không bằng chết. Lưỡi kiếm xanh trong tay Lý tỉnh Chiến Minh, mái tóc dài tung bay, trường bào rung động, trong hai mắt tràn đầy vẻ giận dữ, trong lòng giấy lên ngọn lửa không cam. Chiến một trận. Vậy liền thành toàn ngươi. Một đầu thương long tràn đầy hỏa vẫy màu đỏ xông ra thẳng tắp từ bên trong mây đen long trảo đường kính trăm trượng đánh tới cái trán lý tỉnh kỳ thế phản phất như là muốn trực tiếp áp trần đường quang xuống dưới đất lý tỉnh không sợ hãi chút nào cho dù cảm nhận được uy áp cơ hồ có thể làm cho sự can đảm của chính mình vỡ nát vào giờ phút này vẫn huy sái trường kiếm múa ra đạo đạo kiếm quang ở trên không trung kiếm khí tung hoành bóng kiếm giống như răng lược chính diện nên tiếp đối với long trảo một kiếm chiếu sáng đại thương võ hát vang ngâm tụng thái thanh thiên đinh 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 đinh. Kiếm khí đụng vào phía trên long trảo cự đại kia, lại chỉ là đánh cho long trảo kia rung động nhẹ nhẹ. Đầu rồng trên mây đang nghe răng cười, phàm nhân dưới vuốt như thể lập tức liền sẽ bị bóc nát. Ổng. Đạo vận nổ tung, vận sáng xanh ngọc càng quét bốn phương tám hướng, long trảo kẹp theo uy thế không cùng kia đột nhiên lâm vào đứng im, cùng phong long trảo mang theo vẫn đang cùng cuộn thổi xuống, nhưng long trảo liền cứ quỷ dị như vậy lơ lửng ở giữa không trung phía dưới long trảo ngay phía trên lý tĩnh bóng dáng có vẻ hơi bình thường và không có gì đáng ngạc nhiên liền như vậy đứng chắp tay sau lưng một đạo hư ảnh đại đỉnh bốn chân bao phủ ở quanh người người đến tất nhiên là ngọc đỉnh chân nhân ngọc đỉnh đưa tay lăng không ấn xuống thân ảnh lý tĩnh xông lên phía trên cũng chậm rãi rơi xuống trần đường quan phía dưới ngọc đỉnh chân nhân hoảng thanh thở dài long tộc lúc này còn có đường lui long vương đông hải nhíu mày không nói một bên tự có trưởng lão long tộc xông ra, mang theo một tiếng gào thét, đánh ra mấy chục đạo lưu quan đối với Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chấn động tay áo, hư ảnh đại đỉnh quanh người phóng lên tận trời, đón gió căn phòng, đảo mắt lại hóa thành đường kính ngàn trượng, đặt thế công của lão long này vào trong đỉnh. Chấp mê bất ngộ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân chậm rãi nhắm mắt, sau đó lập tức mở ra, trong mắt một mảnh trắng nhạt xanh ngọc, ngẩng đầu nhìn hàm hàm thương long đầy trời, thân ảnh phóng lên tận trời như vậy bần đạo liền giúp đỡ bọn ngươi khai ngộ ngang chỗ lý phủ chính đầu hỏa thương long phóng lên tận trời long vương tây hải bắc hải long vương đồng thời động trong một cái chớp mắt ngọc đỉnh chân nhân đụng vào mây đen mấy trăm thương long đều hóa thành hình người đạo đạo thần thông pháp bảo trấn áp về hướng ngọc đỉnh lấy nhiều đánh ít hình thể quá lớn ăn thiệt thòi quá nhiều long tộc đã chinh chiến từ viễn cổ làm sao không rõ ràng đạo lý dễ hiểu như vậy mà khi hai vị Long Vương vung tay áo chém giết chính diện cùng với Ngọc Đỉnh chân nhân, cuộc chiến hôm nay đã là triệt để bộc phát. Thái Ức chân nhân dậm chân mà đến, một thân đạo bào đỏ chót, khóe miệng bị tiên lực phong cấm, lúc này lại là không nói nửa câu. Không có gì khác, cao thủ Long tộc quả thực hơi quá nhiều, y và Ngọc Đỉnh hợp lực ra tay cũng không kiềm chế được quá nhiều, cho dù là lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không lưu thủ, nhưng người Long tộc có thể ngăn cản Ngọc Đỉnh chân nhân mấy giây lát, quả thực quá nhiều. Thái ất chân nhân tay nâng thần hỏa tráo, thân ảnh đuổi về hướng ngọc đỉnh chân nhân, nhưng rất nhanh bị cao thủ long tộc vây quanh. Dương tiễn nâng thương nhảy ra, thân ảnh trực tiếp nhảy vào bên trong trời cao, không nói hai lời vung trường thương. Đối mặt với thánh nhân thứ sáu, Dương tiễn sẽ còn hô danh hào tự thân. Đối diện với mấy đầu long tộc này, y là nửa câu cũng đều không đáp lại. Ở bên trên trần đường quang, tam tiên xiển giáo sông long trận. Lý tỉnh cắn chặt hàm răng, cái trắng bốc cháy lên ngọn lửa yếu ớt thân hình hóa thành một vệt ánh trắng phóng tới không trung ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên người long vương đông hải long vương đông hải thấy thế đột nhiên ra tay một chưởng ấn xuống phía dưới lũ lụt trong thành tạc ra mấy chục cục nước hóa thành bàn tay to màu xanh điên cuồng đập xuống đối với lý tĩnh trường kiếm trong lòng bàn tay lý tĩnh quang mang chấp loạn đạo đạo kiếm khí xuyên qua thân ảnh sông trái lao phải nhưng chung quy là trở ngại tu vi bị cục nước vây kín tới đập trúng miệng phun máu tươi, thân hình tức thì bị đánh rớt xuống một căn nhà, ném ra lỗ rách thật sâu. Phu quân Bên trên núi xa ngoài thành, ân thị gần như ngất đi, thân hình muốn xông tới bị đạo nhân giấy bên cạnh dùng tiên lực ấn xuống. Long vương đông hải nửa rũ hai mắt, trong mắt xẹt qua mấy phần do dự, nhưng sau đó lại là nâng lên một chưởng. Đừng tổn thương cha ta. Một tiếng quát nhẹ tràn đầy ngây thơ, một viên lưu quan xông ra đại trận Lý Phủ, xẹt qua phía trên trạch quốc, hóa thành một đứa trẻ. Hỗn thiên lăng ở phía sau na tra không ngừng phất phới, trường thương trong tay bị ngọn lửa bao khỏa, phong hỏa luân dưới chân rung động hô hô, càng không quyển phi tốc vần quanh người lưu lại tàn ảnh liên miên. Vòng tay bên trên cổ tay trái, đã sáng lên hai cái tiết điểm. Trong hai na tra mắt phản chiếu hai đám lửa, lơ lửng ở trên lỗ rách nóc nhà, khẽ hít một hơi. Bàn tay Long Vương, đã rơi xuống một lần nữa, lần này ngưng tụ thành long trảo màu xanh, tuy chỉ có đường kính vài chục trượng, nhưng lòng bàn tay long trảo có từng đoàn từng đoàn khí đen vần quanh. Đạo vận kia, cơ hồ muốn xé nát nguyên thần Na Tra. Na Tra gầm lên giận dữ, viên tiếp điểm thứ ba bên trên cổ tay liền muốn sáng lên. Đát! Đây là âm thanh đầu vai bị người nhẹ nhàng ấn xuống vang lên. Na Tra dù sao cũng là trẻ con, lúc này có chút kinh ngạc quay đầu, lực chú ý bị phân tán, giống như lực lượng nguyên thần của Na Tra đã có thể so với Kim Tiên, lại vẫn không quen dùng tiên thức dò xét vậy cha na tra ngơ ngác kêu lên nhìn người ấn chính mình lại ngẩng đầu nhìn thân ảnh quen thuộc trên không trung na tra vô thức đưa tay đi bắt nhưng lý tỉnh bị ngọn lửa bao khỏa vào giờ phút này tốc độ bay đã là có phần nhanh tay nhỏ của na tra chỉ có thể vươn về hướng bóng lưng của cha trong nội tâm như là có cái gì đang nhẹ nhàng bị xúc động na tra tu hành và đọc sách đều phải dựa vào chăm chỉ đừng có lười biếng như thế bảo vật là để cho ngươi phòng thân chứ không phải để ngươi trêu đùa người khác nếu như ngươi lại dùng bảo vật này trêu đùa người khác vi phụ liền sẽ giữ thay cho ngươi nhất định phải đi tìm sư phụ ngươi lý luận vài câu na tra con ta vi phụ chỉ có thể dạy ngươi đạo lý làm người không thể sống thay cuộc đời của ngươi đừng có cô phụ thiên phú tự thân nhưng cũng không cần cho chính mình quá nhiều áp lực ngươi vừa ra đời chưa được một tháng Vi phụ sao lại nói với ngươi những thứ này, ngươi đời này là sống vì chính mình, đừng có để cho chính mình sống quá mệt mỏi. Chỉ cần vi phụ còn sống một ngày, ngươi liền không cần phải sống vì bất kỳ sứ mệnh hay kỳ vọng nào. Trong tầm mắt, lòng trảo cự đại đập ngang xuống. Na tra không biết tại sao trong lòng lại có đủ loại cảm xúc, đủ loại cảm xúc dường như là thuộc về bản thân nhưng lại dường như không thuộc về bản thân. Lý tỉnh ngửa đầu gào thét, trường kiếm trong tay tràn ngập tầng tầng lực lượng nguyên thần, cả người bị quang mang màu vàng bao bọc, đó là quang mang nguyên thần đang kịch liệt thiêu đốt. Tổng binh Trần Đường Quang, Lý Tĩnh ở đây. Kiếm khởi độ tiên, ta ý độ thiên. A. À. Trong tiếng trống giận giữ kiếm quang phun trào, nhưng đối mặt với Long Trảo kia, giống như ánh nến lay lắc bên trong mưa to, sắp bị dập tắt. Trên bầu trời, Ngọc đỉnh chân nhân và Thái Ức chân nhân kịch chiến với quần long bỗng nhiên quay người. Dương Tiễn thấy thế có chút không đúng thần nhãn trên trán vội vàng mở ra, một chùm thần quang xông về hướng trảo ấn Long Vương Đông Hải đánh ra. Càng, hôn, vòng. Một tiếng quát nhẹ, mang theo vô tận tức giận, đột nhiên bộc phát ở phía sau Lý Tĩnh. Tốc độ thời gian chảy tựa hồ trở nên chậm một cái chớp mắt, một chùm ánh vàng nhấp nhoáng, thân ảnh Lý Tĩnh quỷ dị bay ngang ra ngoài, tập trung nhìn vào, lại là càng không quyển bao bọc thân hình Lý Tĩnh, kéo y ra xa xa. Kim bằng điệu nấp trong bóng tối quả thực nhẹ nhàng thở ra, gã vẫn luôn không nhận được dẫn âm, chỉ thiếu chút nữa liền muốn xông ra cứu người. Cho dù sau đó bị lão sư trừng phạt, cũng không thể trơ mắt nhìn nam nhân như vậy bị Long Vương xóa bỏ. Đúng lúc này, ở phía trên trạch quốc Trần Đường Quang, một cây trường thương như một mũi tên ra khỏi dây, ngọn lửa trên đó nổ tung và nổ tung lần nữa, lại đảo mắt hóa thành đường kính mấy trăm trượng, trực tiếp đánh nát vụn hư ảnh Long Trảo kia. Lửa vỡ rơi như mưa, thiên địa bỗng nhiên tối sầm. Ngươi muốn giết cha ta? Tiếng gầm lạnh lùng và hung dữ vang vọng thiên địa, Long Vương Đông Hải nhíu mày nhìn xuống. Phía dưới, Tiểu Na Tra nhắm hai mắt, sau lưng lại hiện ra một vị thiếu niên bị khí đen quấn quanh, hai mắt thiếu niên mở ra, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tiếng nói bắt đầu truyền ra từ trong miệng thiếu niên. Hừ. Long Vương hừ lạnh một tiếng, bên cạnh tự có hai đầu lão long tiến về phía trước, một long cầm kiếm một long tầm thương, ánh mắt khóa chặt thân ảnh Na Tra. Na Tra đột nhiên bắt kiếm chỉ, toàn thân bị ngọn lửa bao bọc, thân ảnh sau lưng cùng với thân thể nho nhỏ đồng thời nhắm mắt, đồng thời mở miệng, hai đạo thanh tuyến dần dần hợp nhất. Đạo nguyên có, pháp sinh tướng, hai quy nhất, chân linh tồn. Hư ảnh thiếu niên hóa thành từng tia từng tia khí đen chui vào thân thể Na Tra, thân hình Na Tra lại chậm rãi lớn lên, đoạn sam trên người bị xé rách ra khe hở, hai túi tóc tự cởi ra và biến thành mái tóc dài màu đỏ rực. Đưa tay, hỏa tim thương xoay quanh bay vụt mà đến, cùng với một tiếng ken nhỏ, bị y trực tiếp nắm chặt. Hai vai y nhẹ nhàng rung rung, sau lưng hiện ra bốn cánh tay, nắm chặt càng không quyển, hỗn thiên lăng, âm dương kiếm, gạch vàng. Vu tộc chiến pháp, hỏa thần pháp thân. Linh châu tử. Thái ất chân nhân khẽ la lên. Sư phụ, Thiếu niên Na Tra ngẩng đầu nhìn về phía Long Vương Đông Hải. Đệ tử Na Tra, sinh tại Trần Đường Quang, xuất thân nhân tộc, sát khí xâm nhiễm nguyên thần, nếu ngày hôm nay đệ tử triệt để mất khống chế, còn thỉnh sư phụ động thủ trấn áp, đệ tử dù chết cũng không tiếc. Phong Hỏa luân phát ra một hồi tiếng rít chói tai, ngọn lửa quanh người Na Tra không ngừng hội tụ, y phản phất như dẫm trên dây cung, đè ép dây cung. Lão Long Cầm Thương kia thấp giọng nói. Na Tra Ngươi ngày hôm nay chỉ cần tự vẫn ở đây, chúng ta sẽ bỏ qua tính mạng cho người nhà ngươi. Tự vẫn. Na tra cười lạnh một tiếng, trường thương chỉ xéo không trung. Coi như ngày hôm nay bị các ngươi đánh chết, cũng sẽ kéo theo các ngươi cùng chết. Cha ta từng nói, Nam Nhi lập thế, bổn phận chính là trừng phạt kẻ mạnh và hỗ trợ kẻ yếu. Ngày hôm nay long tộc các ngươi phá trần đường quan chúng ta, ta và ngươi tự chiến, xem đạo của ai cao hơn. Gia phụ tổng binh trần đường quan lý tỉnh. Phong hỏa luân. Xoạt. Hôm đó, một vành mặt trời treo ở trần đường quan. Hôm đó, vòng tay tam tiết bọc ở trên cổ tay na ra một hồi lâu, lặng yên phá toái. Lửa sáng rực, nước ngập trời. Tiếng rít của thương long kéo dài không dứt, thân ảnh phi tốc xoay quanh ở không trung vung vẫy trường thương, từng tia từng tia sát khí quấn quanh tự thân, nhưng hai mắt y vẫn luôn trong trẻo nhưng cuối cùng địch vẫn đông hơn. Long huyết trải đầy thủy trạch, mấy thân ảnh bị vây ở phụ cận đại trận Lý Phủ, lão giả đầu rồng đầy trời bao vây tầng tầng mấy thân ảnh bọn họ. Ngọc đỉnh chân nhân chống ra tiên lực đau khổ chèo chống, thái ức chân nhân khóe miệng thấm máu, dương tiễn toàn thân y giáp phá toái, bên trên thân thể hùng tráng mang theo đạo đạo vết thương, lại vẫn đang giúp sư phụ chèo chống kết giới. Na tra gần như kiệt lực, vào giờ phút này chống trường thương quỳ gối bên trên mặt nước được tiên lực bao khỏa, không ngừng muốn đứng lên, toàn thân lại không ngừng run rẩy. Lý tỉnh lúc này càng là suy yếu vô cùng, cái giá phải trả khi thiêu đốt nguyên thần, chính là y lúc này muốn động một ngón tay cũng đều vô cùng cố sức. Na tra Lý tỉnh nhẹ giọng hô Na tra cười khổ, lẩm bẩm nói Là hài nhi lỗ mãn, đưa tới tai họa cho Trần Đường Quang Ngươi là, là thiếu niên kia sao? Lý tỉnh run giọng hỏi Na tra nhẹ nhàng lắc đầu Ta là con trai thứ ba của ngài, là Na Tra. Ai, tóm lại là vi phụ vô dụng. Lý tỉnh thở nhẹ một cái, suy yếu nói. Nhưng nhớ kỹ, đây cũng không phải là ngươi gây họa, chỉ là công lý và đạo nghĩa đôi khi đến hơi muộn mà thôi. Sự tình trên đời, thường xuyên sẽ như vậy, đừng có vì chuyện như vậy sinh lòng vẫn hận, đừng có vì vậy mà bất bình, hãy đi theo con đường đúng đắn, phải không thẹn với lương tâm. Lý tỉnh chống đỡ kiếm gãy chậm rãi ngồi dậy gọi khẽ chân nhân đối với thái ất chân nhân thái ất đột nhiên ra tay một chỉ định trụ nguyên thần cực kỳ suy yếu của na tra lý tĩnh cười cười đối với na tra thân hình bị một cổ tiên lực cuối cùng bao bọc chậm rãi bay lên trên bầu trời long vương đông hải đưa tay ra hiệu lưu quan đầy trời tạm thời ngừng đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú thân ảnh lý tĩnh lý tĩnh bay ra kết giới của ngọc đỉnh chân nhân cầm kiếm gãy ngẩn đầu đứng lạnh nhạt nói Ngày hôm nay Lý tỉnh ta nguyện ý hy sinh mạng sống của chính mình, đền mạng cho tam thái tử Đông Hải Long Cung. Có trưởng lão Long Tộc thấp giọng nói. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lý tỉnh quay đầu liếc nhìn Na tra hai mắt trợn tròn giờ phút này, lạnh nhạt nói. Ta chỉ là đền mạng, sao lại có tội? Long Cung các ngươi, không phải nhân hoàng, không phải thiên đình, dựa vào cái gì định tội Lý tỉnh ta? Trưởng lão Long Tộc kia mắng to một tiếng không biết hối cải giết hết bọn hắn lý tĩnh nắm chặt chui kiếm căm tức nhìn mấy trăm lão giả đầu rồng trong không trung toàn thân đang run rẩy được ta đúng lúc này lý tĩnh còn chưa nói ra chữ nhận một tiếng hừ lạnh rơi xuống từ trên không bầu trời nguyên bản trải rộng mây đen đột nhiên có một chùm ánh mặt trời chiếu sáng xuống một vị lão đạo tóc trắng xếp bằng ở đám mây thân hình chậm rãi rũ xuống tay lão đạo cầm phất trần đầu vai nổi lơ lửng một đầu tiểu tháp phía sau lượng vòng âm dương thái cực đồ vốn là mặt mũi hiền lành vào giờ phút này lại là khuôn mặt lạnh lùng đạo vận huyền diệu kia lưu chuyển ra chúng long lập tức yên lặng ánh mắt kia quét qua không có ai trong sân dám nhìn thẳng lão đạo phất trần trong tay quét qua mây đen đầy trời đột nhiên bị từng chùm ánh vàng chiếu xuyên qua cục sáng màu vàng nối liền đất trời những thiên binh mặt giáp vàng dày đặc và có trật tự bay ra từ đó lệ tiếng ưng gáy có chút chói tai ở góc tường thành trần đường quang một đầu kim bằng dương cánh mà lên trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung ngăn ở trước người lý tĩnh ngọc đỉnh chân nhân đang nghe truyện trên tv audio cv khẽ lắc đầu tay nâng tiểu đỉnh đứng dậy một lần nữa cách đó không xa mấy chục đạo lưu quang vội vã bay vụt tới từ phương tây một người trước hết nhất chính là trung niên đạo giả tiên đánh chuông vàng tại ngọc hư cung quảng thành tử ở phía sau y hoàng long chân nhân sắc mặt phức tạp xích tinh tử trong mắt thiêu đốt lửa giận còn có vân trung tử văn thù phổ hiền từng vị từng vị đệ tử thánh nhân từng vị cao nhân xiển giáo lý trường thọ liếc nhìn nhóm người xiển giáo tới lại nhìn về phía đám lão giả đầu rồng phía dưới kia phất trần đảo qua một lần nữa phía trên đông hải tạc ra sóng nước đầy trời ngưng ra từng đầu thương long bao bọc lực lượng thiên đạo nồng đậm phong bế đường lui của long tộc tiếng nói lạnh nhạt của hắn truyền khắp các nơi lại là hỏi long tộc một câu vừa rồi ai là người nói y có tội nửa canh giờ trước trên thiên đình long tộc làm loạn tại trần đường quang các lộ thiên binh thiên tướng lập tức chạy tới thiên uy thần trụ chờ lệnh hàng phàm trần long tộc làm loạn tại trần đường quang hữu cầm huyền nhã lúc nghe được tin tức này rõ ràng rung lên ở bên trong ấn tượng của nàng long tộc tứ hải giàu có chính là đại tộc viễn cổ càng là người ủng hộ đáng tin của thiên đình, vì sao đột nhiên làm loạn trần đường quan. Nhưng hữu cầm huyền nhã cũng không chần chờ, nàng lúc này đã bình ổn vượt qua kiếp nạn kim tiên, tại thiên đình đã tính là chiến lực trung kiên tuyệt đối, càng là bởi vì kế hoạch siêu cấp thiên binh trước đó, nàng mỗi lần ra sân, đều có thể thu hút sự chú ý cực cao của thiên binh thiên tướng. Sĩ khí tăng lên, đạt đến tối đa trong nháy mắt. Cổng hỏa lân hộp kiếm đã được trường thọ sư huynh cầm đến đậu xuất cung luyện chế hai lần, hữu cầm huyền nhã nhẹ nhàng gật đầu đối với mấy vị thiên tướng thường xuyên cộng sự với chính mình, liền đứng ở phía trước, thần uy trụ trời. Phía trên trụ trời, một chiếc gương đồng đường kính nửa trượng nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, trong đó hiện ra tình hình trần đường quang. Hữu cầm huyền nhã gắt cao nhíu mày. Dẫn nước nhấn chìm trần đường quang, ngàn dặm hóa biển nước. Phạm nhân trốn ở trên từng gò núi, tâm tình sợ hãi bất an tràn ngập tại các nơi. Mà từng đầu thương long chiếm cứ trong không trung, từng vị từng vị lão giả đầu rồng không ngừng ra tay, quanh kích mấy thân ảnh bên trong trần đường quan. Hữu cầm huyền nhã sống ở thiên đình đã lâu, chỉ nhận ra thiếu niên kiệt sứ kia, còn có lão nghĩa tử của sư huynh nhà mình. Mặc dù đối với việc sư huynh còn trẻ như vậy, vì sao muốn thu một vị đại thúc làm nghĩa tử, hữu cầm huyền nhã cũng là rất không nghĩ ra, nhưng tuổi tác của Lý Tĩnh là không bằng sư huynh, chỉ là lớn lên trong có vẻ già, chuyện này cũng không có gì đáng trách lại thêm lý tỉnh chính là xuất thân độ tiên môn, cũng coi là vãn bối của mình. Giữa Long Mày Hữu Cầm Huyền Nhã lộ ra một chút tức giận, lúc này chỉ là xem gương đồng, đã bắt đầu tức giận. Chợt nghe một tiếng la lên. Thần uy trụ trời đã định điểm rơi, các bộ nhanh chóng buông xuống, Thái Bạch Tinh Quân có lệnh, kết thiên la đại trận. Nếu có Long tộc xông trận, giết không tha. Trên biển mây thiên đình, từng cây trụ trời lấp lóe sáng ngời, trên đó bao quanh tầng tầng phù lục lực lượng thiên đạo nồng đậm không ngừng cuồn cuộn. Ánh vàng nở rộ, quang mang xé mở tầng tầng mây mù, rơi xuống phàm trần, nối liền đất trời. Hữu cầm huyền nhã cùng với mấy vị thiên tướng bên người đồng thời dậm chân về phía trước, hai tay gian ra, tung người nhảy lên. Buông xuống. Bác bộ chi thần, 12 bộ thiên binh thiên tướng, lực lượng thiên đạo buông xuống, chiến trận thiên la địa võng. Long tộc còn chưa kịp làm ra ứng đối, đã lâm vào bên trong vòng vây của thiên binh thiên tướng mà chúng thiên binh lấy trăm người làm cơ sở tạo thành từng cô lưới bằng vào tiên lực từng người liên thông lực lượng thiên đạo gia trì phát huy ra thực lực viễn siêu tu vi tự thân bọn họ chiến trận thiên đình phát triển đến nay vừa là chiêu bài thiên đình vừa là lực lượng thiên đình mà khi lý trường thọ huy sái phất trần phía trên đông hải xuất hiện từng đầu thủy thương long phong tỏa đường lui long tộc mấy trăm lão giả đầu rồng mấy trăm chiến tướng long tộc cùng với quân tôm, tướng cua, tiên giao binh đếm không hết, cùng nhau cảm nhận được áp lực lớn lao. Một loại áp lực cực lớn đè xuống bọn hắn. Lý Trường Thọ ngồi trên đám mây, cúi đầu nhìn xuống phương hướng tứ hải Long Vương, bình tĩnh chất vấn Long Tộc là ai nói Lý Tĩnh có tội. Chúng Long Tộc phía dưới cũng không dám trả lời, quần Long Quy về bên trong mây đen, liên tiếp hiện ra bản thể, mặc dù đối mặt với thiên đình đã cảm nhận được vô tận áp lực, nhưng cũng đã chuẩn bị đại chiến một trận. Tứ Hải Long Vương đều bảo trì bộ dáng đầu rồng thân người, cưỡi mây chậm rãi bay lên. Long Vương Đông Hải ngửa đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ ra vẻ lão giả hiền lành, lạnh nhạt nói. Thái Bạch tinh quân ngày hôm nay, hẳn là muốn che chở Lý Tĩnh. Che chở. Lý Trường Thọ cười khẽ, trả lời. Ta đây lại hỏi một lần, các ngươi vừa rồi, là ai nói muốn định tội nghĩa tử của ta? Toàn bộ Long Tộc đều im lặng, không ít Long Tộc ngửa đầu, Trận mắt nhìn đối với Lý Trường Thọ Thân hình tứ hải Long Vương cùng nhau bay lên trên mấy trượng Long Vương Nam Hải kia thở dài Tinh quân, ngươi không kiên nể gì như thế lấy cảm tình cá nhân mà quyết định việc công Không khỏi thiên đạo quá không công bằng Lý Trường Thọ đáp lại Vậy các ngươi dẫn nước nhấn chìm Trần Đường Quang, hủy ngàn dặm, chính là công bằng rồi Nếu không phải trước đó ta nhắc nhở Trần Đường Quang Mấy chục vạn phàm nhân trong trong ngoài ngoài Trần Đường Quang tránh né ở chỗ địa thế cao Long tộc các ngươi ngày hôm nay đã là tuyên chiến đối với nhân tộc. Khi đó, ai sẽ đi nói với bọn họ hai chữ công bằng, ai sẽ đi giải thích đối với vong hồn của bọn họ, bọn họ vốn là vô tội, chỉ là các ngươi không quan tâm đến sinh tử của bọn họ. Các vị, các ngươi muốn ức hiếp nhân tộc lúc, liền nói cường giả vi tôn, lúc này thiên đình buông xuống, ở trong sân chính thành chính đều là xuất thân nhân tộc, các ngươi liền nói không công bằng, thật sự không biết xấu hổ sao? Có trưởng lão Long tộc nói, Tinh quân hùng biện, hồng hoang đều biết, chúng ta tự không phải là đối thủ. Xin hỏi tinh quân, ngày hôm nay dự định xử trí chúng ta như thế nào? Lý trường thọ im lặng, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, quần tiên xuyển giáo chạy đến, xếp thành một hàng ở bên ngoài trần đường quang, chiến trận thiên đình đã nứt ra một cái khe hở, để bọn họ bay vào trong đó. Quản thành tử sắc mặt xanh xám, liếc nhìn Lý trường thọ, làm động tác ngăn cản chúng tiên tiến về phía trước. Thiên đình, Long tộc còn thỉnh cho Xiển giáo chúng ta một lời giải thích. Quản thành Tử sư huynh an tâm chớ vội. Lý Trường Thọ chậm rãi nói: Chuyện hôm nay bắt nguồn từ đứa con thứ ba của Lý Tĩnh đệ tử đời ba, Xiển giáo Na Tra cùng với Tam Thái Tử Đông Hải Long cung nổi lên xung đột. Long tộc lòng có không phục, vi phạm thiên quy thiên điều, vốn là hưng vân bố vũ chi thần, bây giờ lại dẫn nước nhấn chìm Trần Đường Quan, nguy hiểm tính mạng mấy chục vạn phàm nhân thiên đình phải xử lý việc này trước quản thành tử lại nói lão sư có pháp chỉ người muốn giết đệ tử xiển giáo chúng ta trên dưới xiển giáo tru sát lý trường thọ hỏi pháp chỉ nhị sư thúc ở đâu ở đây xích tinh tử khẽ quát một tiếng lấy ra một quyển trục màu vàng ở bên trong tay áo phía trên quyển trục kia bay ra một chút đạo vận tối nghĩa ngưng tụ thành hư ảnh một vị đạo giả đứng chắp tay tất nhiên là nguyên thủy thiên tôn một phương long tộc đại bộ phận long tộc đã là có chút hoảng hốt thiên đình tạo áp lực là còn có thể ngăn cản pháp chỉ thánh nhân buông xuống xiển giáo làm bộ muốn lưu lại tất cả long ở nơi này chuyện này không khỏi chỉ là một cái lý tỉnh cùng với na tra liền muốn để cho nhiều cao thủ long tộc bọn họ tán mệnh nơi này như vậy lý trường thọ cũng là thoáng có chút nhíu mày phía xiển giáo có phải hay không là có chút dùng sức quá mạnh rồi pháp chỉ thánh nhân đều mời ra được ngày hôm nay áp chế tâm thái bành trướng long tộc phát ra là mục đích cơ sở nếu như không thể để điểm cừu hận của long tộc rơi vào bên trên thiên đình an bài lần này của chính mình chỉ có thể coi là thành công một nửa chuyện này còn chưa xong chợt nghe phương hướng đông hải truyền đến một tiếng cười khẽ ngay ở phía dưới thủy long đầy trời lý trường thọ dùng thần lực ngưng tụ thành một vệt mây mù lưu chuyển bốn đạo thân ảnh hiện thân từ trong đó người đi đầu mặc váy màu vàng cắm chu trâm màu vàng trong tay sách theo một thanh bảo kiếm ánh vàng lấp lánh, tất nhiên là kim linh thánh mẫu. Ở bên người kim linh thánh mẫu, phát ra tiếng cười chính là triệu đại gia thân mang áo giáp, lộ vẻ mặt mỉm cười. Phía sau triệu công minh, vân tiêu mang quỳnh tiêu đi đến, quanh người quanh quẩn mây mù nhàn nhạt, vừa mới vừa hiện thân liền hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.